Anh kéo cái live stream xích cho giùm em một chút rồi. Lái qua, lái xe qua đây. Lái xe qua. Rồi, okay. Có bằng lái nè. Nặng lắm. Rồi, hai bao mới đưa người này. Có một cái bao làm kim tuyến của cô Bùi Thảo. Mở ra đấy luôn. Rồi, cái gì ra thì ngủ cho cái nốt nó không bị được rồi. Có cái đàn có cái nhân kim tuyến không con? Dân tiên tiến này. Không, cái đàn cái này cái mới dân tiên tiến 250 của chị Bùi Nhỏ. Cô Bùi Nhỏ. Em nói với chị mà hôm nay không qua like là hối hận. Hối hận thiệt, chứ không phải hối hận giỡn đâu. Hôm nay là không coi like là xả xét xả đồ là hối hận thấy mẹ luôn nha. Nói thiệt lòng, chứ không phải nói dối lòng cho em. Dấu chấm 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 đi mấy chị. Hôm nay không coi like là hối hận thiệt mà nha. Hôm nay không coi like là hối hận cực kỳ đó. Đang đưa hàng sale xuống đó. Hôm nay em sale tụt quần mà. Sale sale ai tụt tụt à. Nha. Lẹ đi lên bộ cổ chữ U đầu tiên nè. Set á, em bán á, là 200, 240, 220 là thấp nhất. 200, 220, 240, 250, 260. Mà tới khi em sale á, mà mấy chị lưu ý nha, hàng sale là bên em không trao đổi trả. Phải suy nghĩ trước khi chốt hàng sale nha. Phải suy nghĩ trước khi chốt hàng sale. Đừng có để sale lên rồi không cho đổi trả rồi hồn giận thì kệ mấy chị nha, chứ không có quan tâm tới mấy chuyện đó đâu. À, đó hàng đang xuống nha. Đó hàng đang xuống, hàng đang xuống. Alo chị Nguyễn Thuận, hello Lê Lan. Trời ơi, một mình bà chị Yên Phương bà nuôi 7 con chó, một đàn mèo. Trời má ơi, viết ba với xe hơi một nùi. Chết là chết rồi. Em thấy chị không ổn rồi. Em thấy chị không ổn rồi. Ít nha em nhiều vì được. Có zoom nào đi tiệc không chị? Hôm qua lên vàng zoom lượng. Sao kỳ này chị like nó không thông báo? Không biết nữa. Rồi bây giờ trong quá trình chưa có ai, mình xeo bộ chữ U trước đi chứ không hồi giật lộn không kịp nữa. Xeo bộ chữ U đầu tiên nha. Được còn mấy bộ nè, 260 nè. Còn được mấy bộ rồi chị thấy không? Rồi quất nha. Quất. Còn một bộ size 90kg. Một bộ size 80kg. Bộ cái bộ này nó không có đúng size. Size 75kg. Hai bộ size 70, hai bộ size từ 65 đến 75kg. Hai bộ size 85 đến 90kg nha. Rồi quốc nè. Quốc bộ cổ chữ U nè mấy chị. Ấy lộn. Hai bộ từ 65 đến 75kg. Một bộ từ 75 đến 85kg. Một bộ 85 đến 95kg ha. Hôm qua em bệnh không có được zoom buồn. Hello hello. Rồi hôm qua toàn siêu phẩm lên không nè. Ủa xin lỗi mấy chị. Bộ này là bộ rút dây bên hông nha. Xin lỗi mấy chị, bộ này rút dây bên hông nè, bộ đây mặt gọn lắm nè, không phải bộ cổ chữ U. Bộ rút dây bên hông em còn 4 bộ, 2 bộ size 70 đến 80kg và một bộ size 80 đến 90kg, một bộ là size 90 đến 100kg nha. Rồi, bộ này là 250 em xả cho mấy chị 170.000. Rồi xả cho mấy chị bộ này 170.000 kèm quần dài nè, nhanh tay thì còn nha. Nè mấy chị coi form đẹp không? Nhanh tay thì còn, chậm tay thì đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua bộ này chỉ có 4 bộ rút bụng thôi. 4 bộ rút bụng kèm số ký nha. Bộ rút bụng 250 sale còn 170 kèm số ký. Nhanh tay. Nhanh mấy chị ơi. Ồ mắt bắt đầu long lanh rồi kìa. Trời ơi mày không chịu ngủ đâu nha. Tới giờ like cái mắt mày mắt nai che nhăn lùng. Đã quýnh thành mắt nai mé luôn á. Bộ trăm đó. Bộ trăm ký 170. 170 của chị Lisa Văn Nguyễn. 170 quẹo lửa nha. 3 bộ ai?
ai đã từng không lần yêu má yêu rồi mất rồi. Trời ơi, đâu hết rồi. Nguyễn Như rút bụng ngực trăm mốt là bằng em nè chị Như. Nguyễn Như nè, 170 của chị Nguyễn Như nè, coi thử Nguyễn Như nào nha. Còn hai bộ, một bộ 70, một bộ là 70 đến 80 kg, một bộ 80 đến 90 kg. Ai chốt bộ 170 nữa, chị Nguyễn Hà nè. Hello, rút bụng 70 kg size L của chị Thu Phạm hết rồi. Chị Thu Phạm mặc XL được không? Mặc XL nha. Rồi, chị Nguyễn Hà bộ rút 170 của chị Thu Phạm, không có dấu. Coi là Thu Phạm nào. Còn đúng một bộ. Bộ này chị Nguyễn Hà bị động, còn đúng một bộ chốt cho Nguyễn Thuận nha. Nguyễn Thuận chốt bộ này ha, 80 kg. Chị Thuận ơi, nhớ là hàng sale bên em không giao đổi trả nha. Bộ này vải co giãn rất là đẹp, bộ này form đẹp nữa. Em nói rất là rõ rồi, trước khi mấy chị muốn chốt là mấy chị phải suy nghĩ nha. Chứ hàng chính quy là bên em không có cho, hàng chính quy bên em trao đổi trả sai, nhưng mà hàng sale thì không trao đổi trả. Và bắt đầu từ ngày hôm nay trở về sau thì mấy chị muốn đổi hàng thì mấy chị phải gửi lên hàng lên nhà em nhận được thì em sẽ đổi trả cho mấy chị ha. Chứ em cứ kêu thu hàng nhiều lúc ship gọi điện cho em không được, nó không thu về, mấy chị cũng không nói. Nói chung là em bị mất một bill tới 1,000,000 lần, cho nên là em sẽ không có làm vậy nữa nha. Nói chung là mấy chị muốn đổi hàng thì mấy chị chịu khó gọi trả gửi lên cho em nha. Rồi lên tiếp, bộ cổ chữ U. Bộ cổ chữ U chỉ có cái form nó may nhỏ hơn form bình thường thôi. Thì form size L thường thường 60 đến 70 kg, thì bộ cổ chữ U, bộ cổ chữ U size L thì khoảng 60 đến 65 kg. Bộ size XL là 65 đến 75 kg. 75 đến 85 kg và 85 đến 95 kg, và bộ chữ U 250 cũng xe cho mấy chị 170. Rồi đây. À, toàn như quả trứng gà, cổ chữ U nè. Quần nha, nè, co giãn ha. Quần dài co giãn nha quý vị nha. Đây. Mây buồn trôi mai. Trôi về mất cái áo rồi. Trôi về nơi xa. Trời ơi, bộ cổ chữ U em nói mấy chị nó đẹp dữ dằn lắm nè. Cho coi form nè. Xinh chưa? Xuất sắc chưa? Bộ cổ chữ U nè, vải co giãn nè. Ủa? Đã không? Đã, nghe nói có Nguyễn Hà, phải Nguyễn Thịnh đâu, này Nguyễn Thịnh hả? Không có sai của Nguyễn Hà. Nó ghi Nguyễn Thuận mà. Nguyễn Thịnh ra chọc tay không? Rồi chốt giùm em bộ cổ chữ U kèm số ký nha. Lên nhớ hàng sale không cho đổi trả. Nếu mấy chị không thích chốt hàng sale thì đừng chốt hàng sale, kẻo chửi lộn mất vui nha mấy chị nha. Kẻo chửi lộn mất vui, mà dạo này em ít chửi lộn lắm mấy chị nha. Dạo này không có còn chửi lộn nữa. Hình như cổ chữ U hết size rồi nè, còn size L với trên L không mà chị Huyền Nguyễn Thị Thúy ơi. Hết size lớn, còn size 60 tới 65 kg và 65 đến 75 kg. Bộ cổ chữ U ít trên L của Nguyễn Ngọc Thảo nè. Nguyễn Ngọc Thảo 170. Bộ cổ chữ U của Phan Mỹ Linh. Bộ này Phan Mỹ Linh có mua một bộ đùi nè, đúng không Phan Mỹ Linh? Nhớ chắc chắn luôn á, 100% luôn á nè, Phan Mỹ Linh nè, 170. Cổ chữ U Huyền Nguyễn Thị Thúy hết rồi. Cổ chữ U size nhỏ thôi nha. Cổ chữ U 75 kg của chị Phạm Phượng. Bên em chút hàng không cần cho số điện thoại đâu chứ. Chút nữa cho vào trong tin nhắn luôn nha, để em coi thử còn không nha chị Phạm Phượng. Đừng có chốt số điện thoại lên chị, để hồi cho mình cho trong tin nhắn luôn. Chốt hàng chỉ cần chốt kèm số ký thôi chị. Bây giờ còn size L không à nha. Bây giờ chỉ còn size L thôi, 4 bộ size L quý vị ơi, hết size chị Phạm Phường nè. Chị Nguyễn Thuận vô xem xong rồi không ra, không cho em địa chỉ xuống đợi 1 phút nữa, không có ông xã điều chị nha. Chị Phạm Thuận ơi, chị Nguyễn Thuận ơi vào cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại tại nhà em, không có gọi điện chốt hàng. Chị vào coi rồi chị cho giùm em địa chỉ số điện thoại nha chị nha. Bộ này cổ chữ vuông hết size chị Nguyễn Như nè. Hết size Dung Huế, hết size Phạm Phường, chỉ còn size L thôi. À, áo chị đang mặc là cái set hồi xưa hết rồi. Hết XL hết rồi. Thấy có vẻ muốn chửi lộn phải không? Không, dạo này tu rồi chị nha. Rồi dạo này tu rồi. Mina bộ 70 kg nè. Bộ này 60 đó. Thật sự là bộ này chị nào 70 kg, cái áo mặc sẽ rất là ôm. Ôm thôi chứ không có phải ôm nắng nắng mỡ. Cho nên chị nào muốn lấy thì báo nha, tại vì vải co giãn rất là nhiều. Bộ cổ chữ U bây giờ là chỉ còn size 60 đến 66-67 kg thôi. Đầm đen có nút hả chị Huỳnh Hương? Dạ 280, nhưng mà đầm nó đẹp lắm chị. Vải co giãn nó đẹp lắm. Vải co giãn đẹp lắm. Đang rất là muốn chửi lộn đây. Mất một cái bill hàng đổi trả 1,000,000 đang bị cay chị. Đây. Trời ơi, em nói với chị vải co giãn này lên form lên dáng đẹp tuyệt vời. Ha, vải đẹp lắm. Con này mấy chị chốt một cái bạc là coi như chết. Con này chốt không là đủ say sẩm rồi đó. Ha, đủ say sẩm.
Chị đâu chốt bộ cổ chữ U nữa, 60 đến 67 kg thôi nha. 60 đến 67 kg, chị nào chốt 60 đến nó coi được bao nhiêu lượt chia sẻ, đợi em tí xíu. Mình 21 lượt chia sẻ nè. Để chút nữa biết đâu bất ngờ mấy chị ạ, em hay tính hay khùng mà, biết đâu bất ngờ. Hay có cái khúc đó lắm. 40 lượt chia sẻ nè. Rồi chơi tiếp đi. Rồi các không ai chốt bộ cổ chữ U nữa hả mấy chị ha. Rồi. U tròn như quả trứng gà, không phải U U đó phải O đâu. Rồi. Ê. Hai bay bớt cười tao đi. Tao thấy vậy chứ thông minh lắm. Hai bay bớt cười đi. Rồi em có mấy con áo khoác jean size 100 kg, ở đây có ai size 95 đến 100 kg không? Còn đúng hai ba con gì nè. Coi giảng nè. 250 xả cho 160.000 áo khoác jean xanh đen size 90 đến 100 kg. Rin xanh đen 90 đến 100 kg còn một con. Một con duy nhất thôi nha. Xả cho mấy chị 160.000. 160.000 rin xanh đen. 68 kg vừa nhưng mà nó sẽ hơi ôm chị. Nó sẽ hơi ôm nha, nhưng mà tướng của chị Huỳnh Hương thì hơi đậm cho nên đừng mặc con đó. Tướng của chị Huỳnh Hương thì hơi đậm người cho nên thôi đừng mặc chị. Để lựa a, à, đầm á hả chị? Đầm thì có size chị mà. Ha? À, áo khoác. Áo khoác của Kim Anh Trương này 160. Đầm thì có size từ 60 đến 100 kg nha chị Huỳnh Hương. Đó, chị muốn lấy gì thì chị cứ báo em thôi nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái con áo khoác jean bạc. Một cái con jean bạc xả cho mấy chị 120.000 nè. Nhưng mà size 100 kg nha. Con này mặc lên hơi bị cưng nha. Chị nào bự con mặc thử đi. Vải co giãn chốt giùm em áo khoác 120. 250 xả 120. Chị nào chốt 120 chốt giùm em 250 xả 120 nha. 250 xả 120 áo khoác, chị nào chốt áo khoác chốt giùm em. Chị nào chốt áo khoác 120 chốt giùm em, chị Trang Mai chốt lại đi. Tại con kia hết rồi. Chị Trang Mai chốt lại áo khoác không cổ đi. Áo khoác cổ tròn, áo khoác 120 nha. Mấy chị muốn chốt thì chốt giùm em áo khoác 120. Áo khoác bạc của Kim Anh Trương luôn nè. Kim Anh Trương 120. Kim Anh Trương 120. Rồi, 120 của Kim Anh Trương. Đúng rồi, 160. Chị Trang Mai có lấy khoác bạc không? Kim Anh Trương chia sẻ chị yêu, cảm ơn chị, em thấy rồi chị hơi Linh Thảo ơi. Dạ khoác bạc 120. À, chị Trang Mai lấy khoác bạc được không nè, để em chốt luôn rồi em qua mẫu khác chị. Chị Trang Mai có lấy áo khoác bạc thì lên cho em nha. Tí xíu em có mấy cái con quần em đem qua nè. Em sale cho mấy chị. Vậy để đi em. Một con đầm đi tiệc. Ủa, cái này sao? Một con đầm đi tiệc. Size 12. Nè coi nè nha. Coi đầm nè nha, 300. Đẹp không quý vị? Size này là size dưới 73, 74, 75 kg. Một con đầm đi tiệc 300. Size 12B là khoảng cỡ dưới 75 kg. Dưới 75 hai mẫu hay một mẫu hả? Dưới 75. Nhiều quá nè. Dưới 75 ha. Chị nào chốt dưới 75 chốt lên giúp giùm em dưới 75. Ủa nói cái gì mà dưới 75? Ờ cái đầm lấy áo có cổ áo hết rồi. Áo khoác của Vũ Sen nè. Vũ Sen áo khoác rin bạc. 120 của Vũ Sen. 120 áo khoác rin bạc của Vũ Sen. Áo khoác cổ. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Lên tiếp cho mấy chị. Em có con quần. Xe cho mấy chị 80.000 quần hàng Việt Nam xuất khẩu đây mấy chị. Size này size lớn nha, size này là size từ 85kg đến 100kg nè. À mấy chị coi con quần bi nè. Đẹp không? Chốt giùm em 80.000 quần bi. Chị nào chốt quần bi chốt giùm em 80.000 quần bi. Quần bi 80.000, 80.000 quần bi. Chị nào chốt quần bi chốt lên giúp giùm em. Em có một con đầm đá. Em có một con đầm đá nè. Tay dài ôm body. Con đẹp lắm nha, 250 con này khoảng cỡ dưới. Con này mà nếu mà đẹp là 60 đến 68 kg thôi. Ha, 60 đến 68 kg con đầm đá hàng Việt Nam xuất khẩu 250.000. À lấy áo con quần bi 80.000 của Kim Tho Trần nè. Đầm đen nút nhiêu tiền? Đầm đen nút dạ 208 chị Liên Hồ, vải rất là đẹp nha. Chị Liên Hồ muốn thấy mẫu em mặc thì chị Liên Hồ nhắn tin đem gửi hình cho chị coi rồi chị vào chị chốt cũng được. Vải co giãn chị Liên về lại đầm nhà Yên hết là không có may cho tuổi tin. Không có may cho tuổi sinh nên may lúc nào cũng dài dưới gối, chị nào không thích thì cứ cắt lên. Tại vì em không có luồng khách mười mấy hai mươi tuổi nha. Em có luồng khách mà cỡ tuổi em từ hai mấy trở lên tới 50, 60 thôi.
chứ em không có cái luồng khách tuổi tin, cho nên đầm em may ra form rất là chuẩn, form rất là chuẩn và mặt rất là đầm tính đó, đầm tính như em đầm dữ sợ lắm. Ủa sao mỗi lần tao kêu tao đầm là ai cũng nhìn tao hết đây. 80.000 tối nay có ba áo vú này, có ba áo vú xả đi, nhưng mà thông báo với mấy chị là áo vú này là mút mỏng nè ha, có rộng nè ha, nhưng chỉ còn đúng size 36 thôi. À, con này là 150 rồi, tối hôm nay em xả hết cho mấy chị 80 luôn nè ha, còn đúng một size 36 thôi, xả 90 đi, không xả 80 đâu, xả 90, còn đúng một size 36 thôi. Nói chung là ai cho ai mà 36 rồi size mặc size 36 là chị đó trúng mánh thôi, còn đúng size 36 áo vú 90.000 và rất là êm, kể cả cái dòng buộc ra sau nó cũng là rất là mềm nha mấy chị nha. Rồi áo vú 150 xả cho mấy chị là 90.000. 208 đầm đen nút nha. Hello chị Liễu Nguyễn. Thủy Tiên vô lựa cái đầm đi ra ấm cứng. Rồi chị nào chốt? Chị nào chốt khóa? À, chị nào chốt áo vú, chốt giùm em là áo chụp vú nha. Áo chụp vú, vú chụp áo. Em có hai con quần nịt bụng. À, hai con này không phải cái loại hồi bữa trước nha. Em có hai con quần nịt bụng, một con kem với một con đen, quần nịt bụng đi ấm cưới nè. Rồi, trăm rưỡi xả luôn cho mấy chị, 101, còn hai con. Trăm rưỡi xả 101, size từ 70 đến 85, 90kg. Mặt phải kéo lên nha. Ba áo vú màu đen của Quốc Khang. 1, 36 nha chị. Hai, chỉ có đúng một size 36 thôi. Ba cái của Quốc Khang nè. Ba cái áo vú của Quốc Khang, đứa ghi đứa ship đi. 993, 207. Áo vú có nửa quả. Áo vú giờ chỉ còn chống tuột thôi, chị Trinh ráng đợi 1-2 ngày để đi hàng, không biết nó phi về tới khúc nào rồi. Hàng nó về cái thùng cài áo rồi mà cái thùng nó không biết, mà nó về 6 thùng mà còn 4 thùng nữa, không biết nó lưu lạc ở đâu. Quần nịt bụng nè mấy chị. Quần nịt bụng nè. Chế nào chốt quần nịt bụng chốt lên giùm em nha, 150 xả 101. À, 150 quần nịt bụng đen. Trời, hai người chốt hay quá. Quốc Khang là quần nịt bụng đen 101. Vân Thảo Nguyễn quần nịt bụng kem 101. Rồi hai người chốt hay quá. Hai người chốt đúng hay luôn. Rồi còn ai lấy vú nữa không? Có ai lấy vú nữa không ạ? Ở đây còn ai lấy vú nữa không? Chốt lẹ nha mấy chị nha. Ai lấy vú 36 nữa nè? Ai khô mực khô heo không? Ai khô cá lóc không? Ai cu la gu không? Ai bà chụp tôi lên bận vú phải không? Tối nay lấy quần xì ra tôi bận tôi chụp lên rồi có bán luôn. Ai bán không? Ai dây chai size 36 không? Ai vú 36 không? Ai vú 36 chụp lựa nha. Ai tôi cho em cái móc sắt móc lên chụp cái bên này cũng được nè. Ai vú thì chốt vú 36 nha, sale còn có 90 tuột quần à trời. Quần nịt bụng khách lấy rồi. Hai vú màu sáng của Thúy Ninh Nguyễn. Vú 36 75 kg vừa không? Bình thường chị mặc size bao nhiêu ấy là giờ nó sẽ mặc size bấy nhiêu. Bình thường chị mặc 38 thì giờ cũng phải 38. Lấy hai cái áo vú Thúy Ninh Nguyễn. Hai cái màu sáng, lấy cái màu hồng có với lại cái hai cái 108. Ai cho trai hộp vịt lộn giúp đất không? Quần nhìn nịt bụng hết rồi. 36 trên 40 đúng rồi. Cái này là size 36 mặc bình thường phong chuẩn của mấy chị nè, nhưng mà mềm êm lắm, nhất là cái độ kéo ra sau nè êm lắm ha. Dạ chốt lẹ đi, hai cái của Thúy Linh Nguyễn. Rồi hai cái của Thúy Linh Nguyễn. Ai cho trai hộp vịt lộn giúp đất không? Gì đây nè, coi như mấy bà trúng mánh nè, còn đúng ba cái đầm, mấy chị trúng mánh nè, còn đúng ba con đầm. Em dơ ba con đầm này lên mấy chị hết hồn. 208 xả cho mấy chị 200, còn đúng ba con. Một con size L dưới 70 kg, một con size L dưới 70 kg, một con size 90 kg và một con size 70 đến 80 kg. Có còn ba con size L, XL và 2 có 10 đến 70 kg, size L 70 đến 80 kg, size XL 80 đến 90 kg size XL là hay cho mấy chị ha. Rồi 208 xả 200. Mấy chị thử mua một con đầm bên em về với mấy chị coi thử trên biết sao. Nhà em không bỏ sỉ cho ai hết nha. Cứ may ra một form vậy là mấy chục cái bán hết nghỉ nè. Cho mấy chị coi form đầm cánh tiên nè, form này mặc lên cưng lắm nha, thông báo nhẹ nhẹ. 208 xả 200. Mấy con này em treo lên người ta cũng hốt thôi mấy chị. Tại vì bữa nay khách tới nhà em lựa đồ nhiều mà ha. Nhưng mà bán cho nó bớt hàng để về hàng mới, mới về 2-3 tải hàng mới nữa kìa.
90 kg. Hôm trước tôi mua 280k, đâu có chị, trăm mấy rồi đâu phải 280. À đầm á hả chị? Đầm á, hai cái của chị Hồng My Hồng kìa. Cho em coi cái áo trắng đang đầu đi. Cho em coi cái áo trắng đang đâu đi. Áo trắng đang đâu đi? Hai cái áo vú rồi. Nó không có màu kem đâu Thúy Thanh Nguyễn. Bé Lùng lấy một cái áo vú màu đen của Nhung Lâm. Một cái áo vú màu đen của Nhung Lâm, lấy của Hồng My Hồng, hai cái mẫu nào cũng được rồi, nút rồi gãy luôn rồi. Dạ đúng rồi chị. Hai chốt giùm em đầm 200 nha. Có một size à, size 36 thôi. Nhung Lâm một cái đen 90. Rồi hai cái của Hồng My Hồng. Hai cái áo vú của Hồng My Hồng. Có đầm 62. Dung Trang lấy cái gì 90 kg thì chốt giùm em rõ rõ nha Dung Trang ơi. Rồi Dung Trang 2 ịt nè. Dung Trang khách mới 2 ịt nè. Anh ơi cho tập trung giùm cái đi, anh đang lên màn sale mà. Bây giờ cứ ngồi vậy rồi cứ 1-2 bill mà nãy giờ cà dòng cà dòng cà dòng. Ủa ai vậy? Dung Trang 200 ngàn. Đầm của Nga Đông trên lò nè. Đồ em mặc hết rồi, bữa nào em may lại cho mấy chị ráng đợi tuần 2 tuần đi. Này của chị Nga Đông mà đầm 7 mấy ký nè. Nga Đông rồi còn một cái đầm 60 đến 70 ký nha. Còn đúng một, á xin lỗi, từ từ Nga Đông từ từ. Dung Trang 90 ký là tới Nguyễn Thuận trước rồi mới tới Nga Đông. Tới Nguyễn Thuận trước. Nguyễn Thuận mới tới Nga Đông lận. 75 ký trên lò. Nguyễn Thuận ý trên lò có rồi. Rồi còn một con. Còn một con 60 đến 72 ký. Mấy chị mặc con này lên cưng lắm, xanh đen ha. Cái nơ cũng đẹp mà phơm cũng đẹp. Phơm này mấy chị mặc vô một phát em nói mấy chị cưng lắm luôn. Còn đúng một con 60 đến 72 ký 200 280 xả mấy chị là. Xả nhiều quên rồi. À xả 200. Xả 200 nha mấy chị nha. Rồi có ai chốt giùm em cho em khỏi ế chết mẹ không? Có ai chốt giùm em cho em khỏi ế chết mẹ không? Ủa ba bao mới hốt xuống là bao nào anh Tư? Bao này, gì nữa? Nhiều lắm mà. Rồi em dùng luôn. Có mấy cái lụng tụng hả? Bao này là đem ở đâu xuống? Rồi lên tiếp nè mấy chị. Có một cái bao quần legging đưa đây bao. À trước khi lên bao quần legging đi. Dạ đúng rồi chị không có. Chị cao nhiêu rồi chị? 75 kg chị cao nhiêu? À, áo vú size 36 thôi ha. Đầm 200 của chị Thúy Nguyễn nè. Đầm 200 của chị Thúy Nguyễn rồi hết là cảm ơn chị Thúy nè. Nhớ là hàng sale bên em không có cho đổi trả nha. Dặn rất là kỹ nha. Rồi áo là bán sale cho mấy chị, áo nam 90 ngàn. Áo nam 90 ngàn, áo nam 90 ngàn. Ai chốt áo nam 90 ngàn thì chốt nha. Ai chốt áo nam 90 ngàn thì mạnh dạn chốt lên cho em ha. Mạnh dạn chốt lên nè. Áo nam này là khoảng cỡ từ 50 kg đến 65 kg là hết mát rồi nha. Rồi bán cho mấy chị 80 ngàn để khỏi bán 90 ngàn. Rồi chốt giùm em áo nam 80 ngàn, size 50 đến 65 kg áo nam. Có quần lót cô tông lạnh cọp cạp cao, có chị Nguyễn Loan. Em còn 10 cái trên kia kìa. Hôm nay đang chờ quần lót về bán luôn, còn 10 cái. Cô tông gân, thun lạnh mát, cạp cao. Cạp đó là cạp cao chứ không phải cạp mu. Nghe mấy chị, cạp mu thì nó nằm dưới, nó muốn cạp mu lúc nào nó cạp. Còn đây cạp cao là quần tới rúng. Hình như còn 10 cái á. Thiệt. Nãy em lên em soạn đồ rồi nè. Rồi. Chốt giùm em nha mấy chị nha. Chốt giùm em áo nam 80 ngàn. Ai chốt áo nam 80 ngàn. Chốt giùm em áo nam 80 ngàn. Trời ơi không ai nói gì em luôn. Alo alo. Alo. Bỉ Ngạn Hoa một cái nè. Alo. 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 80 ngàn. Áo nam đâu rồi? Em có biết bao ngày yêu em là anh đã có bấy nhiêu lời vội và cho một cái áo vú chống tuột bi. Qua lấy một cái áo vú chống tuột size size 38 với lại 3 cái 42 với lại với lại bi qua phòng ông nội có một bao quần xì áo vú á, à bao quần lót á, bi đem qua xuống đây luôn. Dạ. Yeah. Yeah. 70 kg, cao 1m62, size L. Để mà cái gì nó đọc lại. 70 kg, cao 1m62, tay L. Ờ, trời ơi mẹ ơi, quần lót lọt khe em bán không được. Mấy lần về xong rồi kia mà em mặc cũng không được, rồi biểu sao em bán. Em mặc nó ngồi nó chích con chim, nó chích con bướm, nó lẹt vô cái khe, nó mặc không có được. Chị ơi, về là coi như bao nhiêu là lô bao nhiêu luôn. À dạ vừa. Đợi em đưa xuống chị Loan, có lấy thì lấy, còn không lấy thì em đổi cho chị Ngọc Trần Ngọc Thanh Thanh.
Dạ đợi em đem xuống em cho chị coi rồi em báo giá nha. Đúng không, nó 100 kg cũng vừa nha. Áo nam gì Huy hộ không ai chốt áo nam hả? Không có, chị Nguyễn cô đó. Lấy chưa vậy? Áo nam chị lấy. Nè áo nam của Như Nguyễn thành phố 80.000 nè con. Chị mặc đầm sọc em xem với. Đầm sọc gì? Trời ơi, hồi giờ bà Tiếp Ba Vi bà có thấy tôi like hàng mà tôi thử hàng không? Không. Tôi thử hàng một hai cái xong tôi ngồi tôi thở như chó, tôi đâu có like được. Mà tối hôm nay mục đích tôi đến với lại trái đất này là tôi phải sell bớt đồ của tôi. Chứ nó nhiều quá. À, mục đích của em đến với thế giới này là vậy nha mấy chị nha. Đó là cái mục đích của em. Có một con đầm nè. Size 12. Nè, size 12 nè. Mấy chị coi form đầm tuyệt nè. Size 12 là dưới 73, dưới 73 kg đẹp không? Rồi 300.000, chốt giùm em đầm Việt Nam xuất khẩu đầm đi tiệm. Thuận Nguyễn nha, trong này có chốt Thuận Nguyễn là bộ áo vú chống cột size 8 có không? Đang lên lầu lấy baby lên lầu nó lấy kìa. Chứ ơi nhận quần áo rồi lại thích quá trời đó, lại thích, tôi nghe cái câu lại thích là tôi phải phái chị miếng chị cho miếng gì, tôi nghĩ vậy. Rồi lên tiếp đầm cho mấy chị là đầm này là form em nha. Đầm này là size em, 14 kg nhưng mà size khoảng cỡ 82 kg đẹp không mấy chị? Ren mềm, form đẹp ha. Đầm này 250, chốt giùm em đầm ren xám, đầm ren cà phê sữa. Nó nằm khoảng cỡ 75 đến 82-83 kg nha. Đây một lớp 38 là của Thuận Nguyễn nè. Thuận Nguyễn nè. Này còn có một màu à. Rồi, của chị gì ai biết nữa. Chị gì trong Zalo Anh Phước nè. Ờ, 163 cái áo vú. Mấy chị đợi em chút xíu nha. Tu cam mới chọt ngón tay lên, ba cái áo vú thành phố Hồ Chí Minh tu cam mới chọt ngón tay lên. Tu cam. Chị là 90 kg mặc size 16 hả? Chị 90 kg thường thường nó sẽ là 18 hoặc 16 tùy ha. Đầm size 12 của Kim Phúc Đinh 300. Em nói về Kim Phúc Đinh với con đầm này nó đỉnh lắm nha. Cái form nó đỉnh lắm luôn em nói thiệt. Nó có miếng chống, mua miếng mút ngực luôn nè. 300 của chị Kim Phúc Đinh nè. Trời ơi má ơi, mặc quần lót lọt khe ha. Tôi không biết nó mát bờ mông không. Cái cảm nhận mát bờ mông thì tôi không có biết mát hay không. Mà tôi đau cái con chim lắm thiệt. Tôi rất là đau con chim nha. Đừng ai dụ tôi đi bán quần lọt khe hết trơn á. Thiệt giờ mặc lọt khe không, mặc lọt khe. Bi lên lại lần nữa đi Bi. Cái bao đồ lót ở trên đó nó có quần mặc váy rồi. Ngay sát bên tường, chỗ ngay chỗ cái kính là mấy bữa chị để luôn. Lấy xuống cho chị Lon coi đi. Mẹ em đi cái tao đi đó. Là còn áo vú size 42 không? Ừ. Lấy xuống đây một cái, lấy hai cái vú chống tuột size 42 xuống đây. Bi lấy cái bao 42 xuống đây. Lấy bao 42 với bao. Chị Lo anh đợi em tí xíu nha, chị Lo mấy chị đợi em tí xíu nha. Nói rồi mục đích của em đến với thế giới hôm nay là để sell hàng. Lên cho mấy chị một cái con đầm bi size 14 dưới 77 kg. Nhưng mà con này không phải dưới 77 kg, nhưng mà thông báo con này dưới 82-83 kg đẹp không? Nó làm rất là sang và độ vải co giãn rất là nhiều nha mấy chị nha. Con này là bán cho mấy chị với giá là 250. Áo vú 42 chống tuột có nha chị Trang Nguyễn. À biết sao áo vú chống, người ta giang hồ gọi là áo vú chống tuột không? Tại vì á, nó là áo vú chống tuột nó vậy nè. Khi chị mặc lên đây, giống như là bình thường em mặc cùng với áo dây nè mấy chị, nhảy đi không bao giờ rụng vú ra ngoài hết đó. 160, nó có màu bi và màu đen. Cái gì vậy anh? Cái gì? Hình này thấy quen quen không? Nó có màu chấm bi và màu đen. Trời em mặc có cái áo vú em chụp hình trên mạng xã hội mà ông cũng chửi nữa. Bữa nào em mặc quần lót lọt khe em bán, chắc em với ổng ly dị quýnh nhau hàng ngày luôn. Lấy màu gì bé ơi? Áo vú thường có được không? Áo vú chống tuột. Áo vú thường em còn size 36, em sale 90.000 thôi chị, sale hết để hàng về đó. Đó. À, cho em xem hai đầm đen sau lưng của Toro em cũng vậy, mặc khó chịu lắm. Ừ. À, ngực và mông em 120, eo 100, mặc size mười mấy chị? Chị mới mặc size 18. 16 trừ khi có vải co giãn thôi nha chị Dung. Tại vì ngực chị 120. Ngực chị 120 là sao nó sẽ bị kích nha, nó sẽ bị kích chị. Nè lấy chị Trang Nguyễn mấy cái chị Trang ơi, hai vú nè, hai vú 42, 160, 320. Ừ chị mua vậy đi chị, chứ chị mua ít đầu tiền đâu, mai em đi chợ nha cho coi hai đầm sau ở chế đây có luôn.
Thôi bên đây em chịu khó đúng không? Nói chuyện có sai em đi nha. Ai mà em có tiền là em làm hết trơn á. Dạ. Còn nếu không sai là coi như có tối đi làm bỉ đứng đường thêm. Bãi đẹp lắm nha quý vị. Bãi co giãn, nói chung là nhà em bãi co giãn đẹp dữ lắm. Ai chưa chốt con đầm nhiều nút thì làm ơn chốt đi. Form đẹp thấy mẹ luôn. Đây là con đầm 3 nút. Đây là con đầm củ lá sen 3 nút nè. Vải co giãn mà form rất là đẹp nha mấy chị nha. Có size từ 60 đến 100 tí. Bây giờ sửa view của chị Lâm Hằng. Sửa view của chị Lâm Hằng hôm tay giùm chị đi. Ngày nào cũng thấy chị ghi không coi hối hận rảnh là coi. Tống ai ghi câu đó tiếp. À view Lâm Hằng hôm tay chị à, hình như chị sửa rồi. Từ chị coi hôm nay thử. Lâm Hằng hôm tay sửa rồi. Thơm mu mu là thơm miêu miêu á. Ai chuyển khoản rồi quên mẹ. Quên mẹ. Cái gì à? Bích Ta Đinh hả? Kiểm tra thử. Chết mẹ, ai chuyển khoản quên chắc người ta chửi mẹ từ. Rồi Bích Ta Đinh chuyển khoản rồi chị trừ được ấy đi. 37. Đúng rồi. Rồi sửa giùm cái bill của chị Huỳnh Hòn luôn nha. Hình hòn trừ 500 lấy 2 sản phẩm về, nhớ mở chỗ kia là cho kiểm tra hàng luôn. À, nhớ ghi thu hàng về, em ghi rồi. Của chị em hai đầm đen giá sao 200 tốn chị. Hai con đó là 200 tốn. 200 tốn đó chị. Rồi lên tiếp nha. Lên tiếp, lên tiếp. Thiệt áo vú chống tuột này mấy chị á, khỏi con mặc áo vú, bỏ hết áo vú cho em, mặc chống tuột thôi. Nha. Mặc chống tuột em nói chị hơn nó đâu có mặc vú đâu mà dùng được chị. À, nó sướng lắm, thiệt nó sướng hơn đêm hôm qua luôn mấy chị. Tin em đi. Rồi lên tiếp nha. Lên tiếp quý vị ơi. Huỳnh Hòn trừ 500 lấy hơi có hàng về hả? Đúng rồi. Chờ quay cho chị Huỳnh Hòn coi. Nhớ lấy hai món hàng về. Hồi nãy giờ nhà con trộn rồi. Rồi đây, hồi nãy là con đầm bi đúng không? Nãy con đầm bi thì đây là con đầm hoa xanh. Con này form của chị Lâm Hằng Homestay nè. Hai bên có túi cho đẹp không mấy chị? Size 16 dưới 85kg. 76 kg đến 85 kg đẹp không? Trời ơi, em nói mấy chị vải co giãn đẹp, thấy ông mù nậu luôn. Vải co giãn đẹp thấy mù nậu luôn mấy chị. Con đó mà hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Áo mực đúng mực nha chị. À, chị chờ em lên nguồn lót về đây. Nhớ review lưu hàng về. Chị chờ em lên nguồn lót áo mực đúng mực nha chị. Đứng mà chờ em. Nó đứng chứ nó không có nằm, trừ khi em nằm em nhẹ ngửa thì nó nằm nè. Chứ còn lại là nó đứng nha, nó đứng mực dữ dằn lắm. Để tôi hỏi bây giờ mày hỏi đứng ngực không chị, mà mày nằm vậy nè. Mày sao nó đứng? Trời má, mấy mập á thì như vú của em là vú cháy mướp thì làm sao đứng được. Không cho hay. Trừ khi vú nhú nhú nó bằng cái chén thôi, hoặc vú bơm thôi. Đúng không? Hỏi câu khác đi bà nội. Cho em hai con đen sau 65kg. Dạ ok chị Thô Đô. Hai con này bê. Một con nút nhiều. Hình như có treo này nè. Từ từ, con đút nhiều có treo này nè. Con đút nhiều có rồi, lấy cái con cánh sen mà thôi. Lấy cái con củ lá sen mà thôi. Củ lá sen nó nằm đâu? Nghe luôn, cho cô Thô Đô nè. Cô Thô Đô nè, cô Thô Đô còn một con nữa. Cô Thô Đô nên lấy nè. 280 cô Thô Đô ơi. Đầm khuyết ngực nè. Em nói chị hả, form đẹp thấy mẹ luôn. Đầm khuyết ngực nè. Nói nhỏ nhỏ thôi nha, chứ cái mẫu này bán xinh dị lắm. Mua rất thôi là cái mẫu đi tối hôm qua về nè. Trời ơi, mẫu nơ đen, xinh không? Form đẹp không? Ồ, trời ơi, mẫu nơ đen này mấy chị cầm cái mẫu lên là mấy chị say sẩm xin sụp xỉu luôn á. Mẫu nơ đen. Chị Thô Đô vô chân chị chứ không chị Thô Đô rồi. Hình như chị Thô Đô này khách cũ. Tha đo. Hình như chị Tha Đo này khách cũ. Cho em xem thêm áo ngực thường size 36. Đâu có chùm áo ngực thường size 36, ông Phước không giấu đâu rồi. Đầm đen nút mà có size từ 60 đến 100kg á chị Đặng Kim Ánh. Má thiệt nhà bán riết rồi treo cái móc nè. Nè còn chùm nè chị. 150 sale 90 còn đúng chùm nè. Không phải hàng sale là hàng dớt vào bọt biển đâu nha mấy chị. Không phải hàng chìm tàu dớt vào bán rẻ không. Không phải cái hàng mà bên đây bán mai nghỉ mốt đi làm đỉ đâu mấy má. Mút mỏng êm, có gọng, nói chung là rất là mịn tay. Mà cái quan trọng ở đây là cái dòng nè. Cái dòng kéo ra sau đỡ gài, nó rất là thoải mái. Còn cái hàng áo vú mà Việt Nam xuất khẩu là mấy chị khi mua phải để ý nha. Em dặn mấy chị tại em không có bán. Cái hàng áo vú của Việt Nam xuất khẩu, khi mà mấy chị để dặn lo nhỏ xuống. Cái hàng áo vú mà Việt Nam xuất khẩu á mấy chị, thì khi mấy chị mặc á, mấy chị kéo ra mấy chị gài không có hết. Mấy chị phải mua miếng nối ngực, một miếng, hai miếng, ba miếng, nó nói nó tè le hột me đó.
vô cái phèn rất là khó gỡ, phải không? Cho nên phải mua cái áo vú này nè, sale 90 nhưng mà còn size 36 thôi, bài nào vú to thì đừng mặc. Cái đó là một cái 28, hai cái là của chị thôi, đo là 280 nhân 2 là 560 rồi. Rồi giờ thêm một cái đầm nơ đen nữa đi gái. Bây giờ cái đầm nơ đen mới về tối hôm qua, chưa ghi luôn. Chị nói chị hiểu lầm là 2 cái 280. Sao 2 cái 280 được đầm, hồi xưa giờ chị Thôi Đô mua hàng nhà em là đầm là 280 mà. Có không Bi? Vô cho em địa chỉ số điện thoại đi chị Thôi Đô ơi. Sai lời rồi đây. Em nói chị Thôi Đô nha, ba con đầm chị mặc là hơi bị đỉnh. Nói thiệt, nhất là cái con đầm nơ đen mới về. Đầm nơ đen mới về tối hôm qua. Lấy ba cái áo ngực thường của An Lê Lê nè. Một và một. Rồi ba con An Lê Lê, ba con 93 300. Nè đầm nơ của chị Tho Đo nè. Dạ chị Đặng Kim Ánh lấy đầm đen nút nhiều 68 kg. Dạ ok chị. Đầm nơ là bao nhiêu? Đầm nơ 280. Rồi lấy đầm đen nút nhiều sau lưng đi Bi. Đây nè, Bi để đâu rồi? Mày lấy đó, tao quýnh mày mà chạy không kịp. Hình như mày để lâu quay hả? À, đưa xuống rồi hả? Đầm đen nút nhiều size L của chị Đặng Kim Ánh. Coi đầm cổ trắng sau lưng. Dạ ok chị, đầm cổ trắng. Dòng ngực 92 mặc size nào? Chị eo ly bùi mặc size này được nè. Mặc size 36 này được nè. Chị eo ly bùi mặc size 36 được nha. Còn 2 con hút đi chị. Còn 2 con hút đi, từ từ em lên hàng sale cho em đem xuống một đống quần Việt Nam xuất khẩu nè. Chuẩn bị dành lộn nè. Đẹp lắm nha chị. Phải đầm gì nữa con? Đưa chị coi. Sao rồi? Đúng rồi, cánh tiên nhiều nút không? Chị Thu Đô vô cho em địa chỉ điện thoại chị Thu Đô ơi. Chị Thu Đô ơi, vào cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại nha chị Thu Đô ơi. À, chị đâu rồi, chị gì hỏi quần lót đâu rồi? Chị Nguyễn Loan ơi. Không, giờ lót hết rồi. Giờ là lót hết rồi. Tôi vẫn mê lót này hơn lót hộp nha. Cái lót này nè, tôi mê hơn lót hộp. Lót hộp nó bị đáy hơi ngắn. Còn cái lót này nè, em nói cho nè, cái này là chờ chị Loan chốt xong rồi, còn lại chị Loan không chốt em mới bán cho mấy chị. Thứ nhất là lưng cao, cô tông lụa, cô tông dẻo nè, thứ nhất là lưng cao. Thứ hai nó là thun gân, mấy chị thấy không? Khi mặc nè, chỗ đây nó đắp chéo qua đắp chéo lại mà con này mặc tới rúng nè, đó. Con này là size 70 đến 100 kg nha. 100 kg con này nha, nhớ. À, giá nhiêu? 350 10 cái 180.000 5 cái. Nhưng mà cái bịch này nó còn đúng 10 cái thôi. Còn mấy chị muốn cái này nữa thì chờ cái thùng hàng em nó dìa tao nao nha. Chờ cái thùng hàng em dìa tao nao cho cái hàng này nó hết rau. Ok mấy chị nha. À, lên quần lót đi. Em lấy hai này còn 2 cái 2 màu rồi chị. Hết rồi nè chị, eo la bùi. Eo la bùi. Lên quần lót. Chị, ủa chị Thôi Đô này cho địa chỉ xuống rồi xử lý đi. Là chị Loan lấy hay không thì chốt. Nếu chị Loan không lấy thì em sẽ đợi cho người khác. Còn bây giờ là em sẽ đợi chị Loan comment lấy hay không lấy nha. Đó, mẫu đó thôi. Còn mẫu đây nè. Mẫu đây là mấy chị biết cái gì vậy? Nó là một cái thứ mà làm con bao con chim rung động của những chị biết sai là quần mặc váy. Nó size từ 60 kg đến 100 kg. Quần mặc trong cái váy á mấy chị. Ba con thì 150 nha. Nha, ba con 150 nha. Ai chưa chốt quần mặc váy chốt giùm em quần mặc váy. Ba con 150 nha. Ha. Từ từ chị Loan coi thử có lấy hay không. Rồi tao đỡ cho mày Nguyễn Quỳnh Giao. Còn không đợi hàng về, hàng đang về tao mấy trăm cái lận. Chị Nguyễn Loan ơi, một phút nữa chị không chốt là em bắt đầu em chốt cho khách nha. Cái quần đó không có đâu chị nha. Ok ok. Quần mặc váy thì 3 cái 150 ngàn nha. Cho bán 3 cái mà là ít quá kỳ lắm. Bán 3 cái là có 140, làm ơn lấy giùm em 3 cái nha. Đây, 3 cái quần mặc váy. Ai chốt chốt giùm em để lệ em lên hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Đã không ai chốt luôn. Không một ai chốt luôn. Gì? À, có ngực chín lấy quần mặc váy 3 cái. 3 cái. Như là em ly này, em ly bùi. Bay phúc đi. Đúng em đúng không? Đúng rồi. Nè, be cái quần mặc váy nè. Be cái quần mặc váy của chị eo la bùi. Bao nhiêu? Quần nịt bụng hồi nãy có 2 cái sale em bán rồi chị Hoàng Phương. Rồi ok. Chị Loan ơi, ví dụ em đưa hàng em chị coi cho, mẹ em đang chờ chị mà chị lấy hay không lấy thì chị phải báo em nha.
chị không béo cái em ngồi em chờ giống như chó chờ cất tàu em. Đúng vậy. Tao kim phượng. Một. Hai cái gì? Cái này 150 đúng không? Đúng. 5 cái quần mặc mà 5 cái quần lót của chị Quỳnh Giao Mùi Dũng nè. Ủa coi thử, ồ đúng rồi, 5 cái của Quỳnh Giao Mùi Dũng. 5 cái quần lót của Quỳnh Giao Mùi Dũng. 5 cái quần lót của Quỳnh Giao Mùi Dũng 180. Rồi 3 quần mặc váy của chị Thúy Võ Hà Thanh nè. 1 1 dạ 1. Rồi 3 cái quần của Thúy Võ Hà Thanh 150 nha. Của chị Cao Kim Phượng nè. Chị Cao Kim Phượng bữa giờ đi đâu rồi chị? Không thấy mặt mũi gì đâu không? Dạ anh ơi. Anh ơi em đã gọi địa chỉ rồi. Ở là 21 anh. Nộp chứ không phải 19 rồi. Anh gọi em vào rồi xem đó. Anh lui đích anh lại đi. Rồi ba con của chị Cao Kim Phượng nè. Giao kìa. À còn 5 con quần của chị Loan nè. Cao Kim Phượng đang được 5 cái quần 180 của chị Nguyễn Loan nè. Nhà em chốt hàng qua tin nhắn nha. Chị màu vậy có 6 cái 610. Nó có màu kem với màu đen rồi chị. Nó có kem và có đen thôi. Có bán quần đùi mặt đầm không? Là cái quần này nè chị. Ở quần mặt váy không chịu, quần mặt đầm mới chịu. Giờ em xả cho mấy chị một mã áo bà ra nè. 5 cái 180 mà đậu mày ngồi mày lo cho chuyện không ạ? À? Đây. Quần mặt váy nè chị. Ba cái của Vi Tu. Rồi nó không cho tôi uống luôn rồi. Gì có kìa. Ba cái của Vi Tu Vi Lệ nè trời ơi. Vi Lệ ba cái 150 của Vi Tu nè. Vi Tu ba cái 150 ngàn. Thúy Võ Hà Thanh cho em mượn coi Thúy Võ anh Tư trước mặt anh luôn. Đổi đen nha chị nè. Chị lấy đen không? Rồi đây ra cái đen của Thúy Võ Hà Thanh. Là cái quần đó đó chị La Lâm Hàng Hôm Tờ Tây. Là cái quần đó đó chị. Nó có hai màu thôi. Đây nè. Trời ơi bà nội cha nói nghe nè mấy chị. À có cái áo chống, có cái áo ống nè. Chị nào size 90 đến 100kg em tặng cho nha. Nãy định tặng cho chị Cao Kim Phượng mà chị Cao Kim Phượng bị rộng. Lấy 4 cái hai màu được không được. Coi chị eo la lấy nãy lấy màu gì vậy anh Tư? Eo la trước mặt anh Tư á. Mở ra em coi thử mấy kem mấy đen vậy. Để đi xử lý rồi. Đúng không? Rồi vậy lấy thêm một kem sửa lại thành 200, hai kem một hai đen hai kem. Rồi 200. Áo ống đâu rồi? Áo ống, tặng áo ống của chế Dung Trang này, Dung Trang này có bill có kiếm Dung Trang bỏ vô cái bịch luôn. Nè cái bì này là coi như là bao nhiêu người hỏi nè, cô Tông nè mấy chị coi cô Tông nó nhỏ xíu đúng không? Mấy chị coi cô Tông đen nè, đã không? Trời ơi coi đã. Thôi quần nè. Rồi cũng 5 cái 180 quần đen. Chốt giùm em là lót đen, chị có đúng một bịch đi thôi. Em nói mấy chị là chị có đúng một bịch này thôi. Em có một bịch bì bờ ra nè. Bờ ra này là 100 ngàn một cái. Bây giờ còn được mấy cái em bán sale cho mấy chị nha. Em bán sale cho mấy chị. À, bán sale cho mấy chị 80 ngàn con bờ ra. Bờ ra này êm lắm nha. Bờ ra này rất là êm luôn ha. Bờ ra này em nói mấy chị êm ơi là êm luôn. Êm như xe cúp luôn. Ai chốt bờ ra 80 chốt giùm em bờ ra 80 nè. Áo chị mặc là nó nằm trong cái set đó mà hot rồi để bữa nào may lại nha. Bao quần một váy anh Nguyên thấy không? Gì? Bao quần một váy còn không? Của ai? Anh Nguyên, màu đen. Anh Nguyên bao quần mặc váy đen. Một. Một. Kiểm tra thử nhan bì nó dính hết. Một. Rồi 10 cái quần lót đen của chị Cao Kim Phượng. Bé lồng đếm cái này có thử đủ 10 cái cho cô Cao Kim Phượng không? 10 cái 350 ngàn. 10 cái. À, lót cạp cao không chị? Lót khách lấy à? Lót đó là bữa giờ kiếm hoài ấm ga giống quỷ sứ rồi. Kiểm tra thử đủ 10 cái rồi nè, nó bị rớt rồi nè. Hết rồi đó. Rồi ai lấy bra? Nè bé Lùng ghi bra nè. Bra của cô Nga Trần một cái 80. 4 cái của màu trắng của Thảo Nguyên Côn Đảo 1 2 3 4. 4 cái màu trắng của Thảo Nguyên con này êm quá à. 4 cái nè, Thảo Nguyên Công Đảo. Vỏ thì xấu. Thảo Nguyên Công Đảo không? Bao nhiêu một cái rồi? 84, 320.
Chị Kim Phúc Ninh em lấy chị hai con đen là ưu tiên nè. Xong chưa tới đâu rồi? Nè Kim Phúc Ninh nè. Kim Phúc Ninh hai con 160. Rồi quần lót đủ chưa? Quần lót 80 ai lấy nè. À, quần lót của Thúy Võ Hà Thanh còn 4 cái chị. 4 cái. Thúy Võ Hà Thanh 4 cái tính nhiêu ta? 180. Từ nha. Rồi 180 5 cái 35.000 cái. 35.000 cái mà 5 cái nhiêu? 35.000. Nhiêu mấy chị? 35 nhân 5 170. 4 cái đâu 4 cái à. 4 cái là 140. 35.000 cái 4 cái 170. Trời trời má ơi, 35.000 cái 4 cái 170, trời ơi, nhỏ được chứ. Má, đại học á. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời, hết áo bra rồi nha. Hết sạch áo, còn cái con bra của ai nè. Đây. À, ba cái, ba áo hả? Dạ, ba áo hả chị? Đâu? À, thôi cho chị eo ly bùi một cái đi, chứ không bà buồn. 8.000 đó. Nè em, nè đúng rồi. Giờ cái bì này em chỉ còn đúng mấy cái quần mặc váy thôi. Đó hết rồi nè, có quần lót đợi ngày mai hoặc ngày mốt một thùng lót về lựa tha hồ mấy chị ha. Em còn đúng một con này là hơi cao nha, nhưng mà thôi cả mẹ nó bán luôn mấy chị, 185 cái quần lót ren hàng xịn. Em nói mấy chị là hàng xịn nó khác hàng thường nha. Nào mấy chị thấy không, nó bọc bờ đít nè, nó ôm bờ mu nè ha. À, con này là 60 đến 72 kg là bao đẹp. Nếu 60 đến 72 kg là bao đẹp nha. Rồi còn 5 con này bán mấy chị 170, chốt giùm em lót ren 170. Lót ren 170 ai lấy? Bia heo tú 170 nè. 2 3 4 5. Trời màu đẹp không mà chị, bia heo tú 170 của bia heo tú nè. Bia heo tú lót ren. Chị nào chốt lót ren chốt. Thấy comment nhưng mà hết rồi, hết bờ ra rồi, để mai cô thử hồng hoàng nó có về không? Tại còn mấy cái ở đây sale hết nhưng mà ra bờ ra này nó mềm lắm. Mấy chị mặc bờ ra này là chỉ có suy sụp xỉu thôi. Bây giờ em còn đúng một bịch à, còn như đây nè, là quần mặc váy nè, ai chốt thì chốt đi ha, cứ 50.000 con. Mà chốt giùm em từ 3 con nha ha. Có tệ tệ cũng 2 con giùm em nha mấy chị. Đó còn 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, còn 7 con nè. Ai chốt quần mặc váy chốt giùm em nha. Dạ còn áo 70kg không, hết rồi chị. Đâu có lên giày được chị, giày lên buổi trưa chị ơi. Chị Thanh giày lên buổi trưa, không có lên buổi tối được. Buổi tối lên quần áo đó chị. Buổi tối lên quần áo giờ chị. Chị Thanh nói chị Thanh size chân bao nhiêu đem về em chụp. Tối nay em chụp cho chị, chị lừa để mai gửi hàng chị nè. Ha. Ba quần mặc váy của chị Thu Phạm nè. 1 2 3. Ba quần mặc váy của chị Thu Phạm 150.000 nè. À, quần thì bán được 3 cái nha mấy chị. Nè con nè, 1 đó, còn 2 cặp, chị người 2 cái giùm em đi. Điện lên đi, lên mua giùm em, đừng để em ở em chồng mong ai mấy chị ơi. Rồi, chị size 38 chụp chị coi, nhắn tin vô fanpage đi chị, nhắn tin vô tin nhắn đi. Bà ra mặt em lắm, dạ đúng rồi, chốt em chưa lấy 4 cái quần luôn đi chị. Nè quần mặc váy của chị Hương Cao 2 con, chị Lâm Hằng Homestay 2 con rồi, hết rồi đó, hết nha. Bộ dạ hết luôn chị Nga ơi. Hết quần rồi chị Nga ơi. Đợi em ngày mốt nha chị ơi. Đợi ngày mốt đi chị. Có chị nào mà 60 đến 67, 68 kg ở đây không? Nè em sale bộ cổ chữ U nè, 250. À 250 sale còn 170 nè. Phải co giãn nha. Áo nè, áo hơi ôm thôi, xấu cho nên em chụp xuống 2 kg cho mấy chị rồi ha. 60 đến 67 kg là vừa, 68 kg vừa. Nè bộ cổ chữ U nè. Rồi bộ này xả cho mấy chị 170, còn 4 bộ. Ai chốt bộ cổ chữ U chốt giùm em. Dạ khách lấy hết quần mặc váy rồi, hết bra luôn rồi chị. Hết luôn rồi ha. Hết luôn. Được cái bán hàng chính quy không được, bán hàng sale bán dữ lắm mấy chị. Thiệt lòng mà. Luôn đúng rồi, lấy cái gì kia. Cái này rồi coi. Rồi chốt giùm em bộ cổ chữ U. Size 60 đến 68 kg thôi nha, 60 đến 68 kg. Chị nào mà 68 kg 1m5 mà mặc vô tiếp chị mà gọi điện báo cáo em là em quýnh chạy không kịp luôn á. Ngày uống cà phê vậy hả? Bộ cổ chữ U nè của chị Thúy Nguyễn hồi nãy có bill từ đầu live á.
Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đầm hoa hàng Việt Nam xuất khẩu. Lên tiếp cho mấy chị. Rảnh rảnh không cắt hàng bơm em? Tứ Nguyễn đầu có la có bill rồi đó. Chưa có quần tay Thu Thủy ơi. Chưa có quần tay. BB coi thử hai mẫu mới vậy nè. Size 16 dưới 85kg nè. Size 16 dưới 85kg nè nha. 250. Đầm hoa. Vải co giãn ha. Dưới 85kg. 75 đến 85kg đầm, đầm hoa. Đầm hoa hồng một bên. Chị nào chốt đầm hoa hồng một bên, chốt giùm em đầm hoa hồng một bên. Cái đây là đầm nè. Đầm gu xì vét. Đầm này là 250 nha. Đầm gu xì vét. Ở đang ở lộn đầm Chanel. Đầm Chanel cổ vét nè mấy chị. Đầm Chanel cổ vét 250 ngàn. Có size từ 60 đến 100kg. Hình như hết size 100kg rồi. Tới size 90kg rồi. Để chút nữa do chị like xong chị hỏi thử mấy ngày có ấy là chị báo cho. Một bao ba màu hả? Một mẫu hả? Rồi lấy thử đi. Nó là cái gì vậy? Hình như chương mấy á. Em đâu có biết. Lúc ơi, em nói cho mấy chị nghe là cái bộ này nè, nó cưng lắm nha. Em test thử rập rồi nha, bộ này 220 nè. Cho mấy bộ khác đi. Nè, bộ này là màu đen, đen ít lắm. Em có vàng bò. Em có vàng động sao ta? Em có vàng bò, em có nâu và em có đen, mà đen ít lắm, đen có mấy bộ 220. Nhưng mà nói nghe nè, mấy form đẹp lắm. Mấy form đẹp dữ dằn lắm nha mấy chị. Đây quần nè ha. Sau lưng là lưng thun nè ha. Đây. Áo nè, đây là bộ này khỏi lên đi, để lên bộ này cho coi. Lên bộ nâu cho mấy chị coi ba màu nha. Rồi ôm bộ đó ngồi đi bên. Ôm bộ đó ngồi yên đây đó. Đây bộ nâu nè. Trời ơi, mùa này mặc mấy cái vải này cưng lắm. Mấy chị coi form nè đẹp không? Trời ơi, tết rập rồi nha, tết rập rồi nha. Cưng thấy mẹ luôn. Đầm Chanel. Ai vậy? Nghe Phạm. Đầm Chanel đỏ của chị Nghe Phạm nhiêu ký vậy? Nhiêu ký chị ơi, 250 có nhiêu ký từ. Nè đây là bộ màu nâu nè. Mấy chị cứ chốt nâu đi ha. Còn đây là vàng bò. 80kg lên lầu lấy, đem cắt ra, đem ở đây treo đi. Nặng 80kg, để XL. XL đầm. Rồi đó để treo lên, để tư treo lên. Để anh tư đẹp trai treo lên. Nè, cho anh tư treo lên. Đây là bộ vàng bò nè. Treo lâu chị luôn. Đây là vàng bò nè quý vị. Đây là vàng bò, bộ này cái phơm áo rộng nha. Cái phơm áo này mặc vô là không có thấy cái bụng với cái này nha. 220 ngàn bộ. Chốt giùm em bộ nha. Thư tồn bộ kèm số ký giúp em nha. Bộ kèm số ký giúp em ha. 250 bà nậu. Nữ được 28 26. Giớt 26. Quá rồi, hai đứa bộ quấn không càng. Không bao giờ dám càng. Eo 95 80kg mông 120kg. Mình mua đầm là khỏi tính cái mông chị. Mình mua đầm là cái mông dưới lúc nào nó cũng xì e, hoặc là ôm body. Mình mua đầm nó đâu có gói đầm từ đây nó gói lên đâu, chị sợ cái mông nó bị chật. Đừng có sợ cái mông với cái mu nó chật nha chị. Vàng bò kìa. Cho chị bộ vàng bò. Bộ vàng bò size B của chị. Hôm qua là chị Tú Linh nó xả cái bộ cái zoom đúng không? 220 B đúng không? Rồi ngồi mày ôm cái bao ở đây, chừng nào bán hết bao nghỉ. Thư tồn vàng bò XL của chị Thư tồn vàng bò XL. Vàng bò XL của chị Thư tồn. Ok. Thư tồn. 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 Đợi tí xíu em lên rin ra lựa, em có ôm bao rin qua nè. Em có, rồi có ai chốt bộ này nữa không quý vị? Có ai chốt bộ này không? Cái kệ nhà dưới còn không? Kệ dưới còn chỗ sắt không? Rồi lên tiếp nè. Này không mau lắm. Cái này size số 10 khoảng cỡ 65kg à. Chế nào 65kg thì hốt em này 300. Chị nào 60 hoặc 65kg thì hốt em này 3 xị. Nha, 3 xị em này 300 đẹp không? Trời má ơi, đẹp y chang cái đầm xanh luôn á mấy chị. Vàng bò size L, vàng bò size L của chị Kim Cúc Đinh nè, có rồi lò bây giờ. Quần rin rất nhiều với chị, đợi em tí xíu nha. Cho đầm
đầm dơ lại chị xem xí là đầm chanel đỏ hả chị? Anh Tư, cái đầm chanel đỏ anh mới treo lên Tư, cho chị xem lại xí. Xem xí thôi nha chị, đừng xem nhiều mất công đặt nữa. Nó có cái đầm chanel đen rồi đó, đừng xem nhiều rồi đặt thêm, em bán nhiều em sợ cái dầu nó tới bất ngờ hả chị. Cái dầu tới bất ngờ mình sẽ bị ngượng ngạo, mình chưa làm người giàu quen nha. Nhiều lúc mình nói câu này thì nhiều người ghét mình lắm, nhưng mà kệ mẹ ta, đó quan trọng. Quan trọng mấy chị thương mua hàng em được rồi. Tôi ghét lại thì được nhau. Đầm xanh đó có màu đen cho chị coi. Nó có một cái rồi chị, cái lá giác lầu giác xuống á. Áo vật đế án đợi em 1-2 ngày nha chị Như Thảo Dương à. Chị Phương Thảo đầm xanh đó, chị Phương Thảo đầm xanh đó đợi em ngày mai đi. Đợi em coi thử ngày mai em có tiền không. Thiệt em bé, em chia tiền cho kho không đủ mấy chị, em biết tiền đi đâu nữa. Đợi em coi nha chị Phương Thảo. Chị Phương Thảo à, 80kg chốt nãy giờ rồi chị, tưởng đâu chốt nữa em mừng. Cho em xem lại đầm xanh 300, đầm xanh đó dung trang không có dừa, có 60kg dừa thôi nha. 60kg dừa nè, chào Trang ơi, chị Trang ơi. Hổng giờ tôi thèm mới cà phê với cái trà bên đường 18 á bảy. Không. Mà đời nè mà ông mua cho tôi đâu. Nè. Không. Mà khi mặt nó đẹp lắm nha nè. Khi mặt nó lót cái ren đó chị ha. Mà size này 60, 65kg thôi nha. À, còn bộ chính đó còn đầm bi to không? À, không thấy dơ lên đầm bi to, tớ không thấy dơ lên. Đầm bi nè ta. Đầm bi nè chị. Chị ngồi im mới đi, coi thử trong là mẫu gì vậy đi. Em ngồi sửa không? Ngồi im đi chị. Từ từ em lên cho nha. Cái đầm này là 300 nè mấy chị, đầm này em có size nha. Đầm này size 16 nè, là size 85kg nè. Đầm này em có size nha mấy chị nha. Ở trong nó là thun la dông ở ngoài tây bôn á. À, đầm này thì phơm hơi đứng tí, phơm cho những chị công chức. Nó có co rẻ nhưng mà nếu bụng mẹ lớn thì không nên mặc. Tại vì nó có cái chấn đường mẹ nhiêu ký lên đi. Được rồi chị bán, không được là chị sẽ báo không bán nha. Đó chị. À. Coi cái bao chị coi giá. Dày đi em đừng ngủ dây chưa. Rồi thấy rồi. Rồi lên ra mấy chị bộ màu, màu gì ta, màu đây màu gì mấy chị? Màu màu tím liệm chiều sim nha. Em ơi zoom size chị vừa. Em nói chị vừa mà, chị tin em đi, tại cái khung nó đẹp lắm nha. Mà em đèn mơ vắng vắng. Dung trang mua chốt cho mẹ. Nói nghe nè, hồi giờ mấy chị đâu thấy em may bộ tím này đúng không? Hồi giờ mấy chị không có thấy em may bộ tím này đúng không? Gửi bộ thể thao cho mình chưa? Trang Thùy Trương gửi, chị coi trong tin nhắn thì em chụp bill qua cho chị chưa? Chụp bill qua rồi là đi rồi, coi giảng không chị em mua cho mẹ. Ok em. Nè, mấy chị coi phơm của bộ tím nè. Mấy chị coi phơm hết bộ tím cho em nha. Đây. Mấy chị coi phơm nè, tay cánh tiên nè. Ha, coi dưới nè nha. Khi mà mấy chị mặc lên nó cái đường chip ben này nè, nó làm mấy chị những cái đường xéo xéo này nè, nó sẽ che bụng mấy chị rất là tốt. Và bộ này 220. Bộ này em có 3 màu lận, màu đen, màu đỏ và màu tím là bộ này nè. Màu đen, màu đỏ và màu tím ha. Chị nào chốt đen, bộ này có size 60-100kg. Chị nào chốt đen thì có đen, chị nào chốt đỏ thì có đỏ, chị nào chốt tím thì có tím ha. Em lấy đầm xanh đen 300. Đây ha, đầm xanh đen này đúng không Dung? Cho mẹ phải không? 300, nhưng mà về mà em coi cái form này với cái vải nè. Em xỉu xỉu luôn, xỉu xỉu nha Dung. Đẹp lắm, 300 của Dung Trang nè, 300. Đầm đó, cái form sao ta? Nó đẹp lắm, không có diễn tả được đâu. Không diễn tả được cái độ đẹp của nó ha. Rồi em lên cho mấy chị con đầm Dior nè. Đầm Dior này 280. Có size từ 60kg đến 100kg. Đầm này là hàng xưởng nhà em nha mấy chị nha. Đầm này là hàng xưởng nhà em. Đây mấy chị đầm Dior. Chế nào chốt đầm Dior thì chốt lên giúp giùm em nha mấy chị nha. Đầm Dior xưởng nhà em. Vải co giãn ha. Mấy chị thấy form về cho chị nào mua con Dior này về cũng hỏi Yên ơi, cái mẫu này em còn cái vải khác không? Và Yên cũng kính thưa là không, mỗi mẫu có một loại à. Đây mấy chị Dior ha. Chị nào chốt Dior thì chốt lên giúp giùm em, có size từ 60-62kg đến 100kg. Chị Cao Kim Phượng, bộ tím XL nè, bây giờ lấy bộ tím XL cho chị Hương Nguyên. Rồi bây giờ cái kệ sách này, bộ đen với bộ đỏ để cùng chỗ đó, lấy một bộ đen cho chị Cao Kim Phượng. Chị Cao Kim Phượng mặc cái bộ đen đó chị thích lắm, em nói thiệt nó phải đuổi á. Rồi cái này của XL của chị Hương Nguyễn nè.
ở trong cái kệ sắt này có bộ đen để cùng với bộ đỏ, thì em lấy cho chị cái bộ đen XL đem vào đây chị. Có bộ màu đỏ nữa chị, mà vải đuổi đẹp lắm chị Cao Kim Phượng. 220 chốt giùm em, chốt giúp giùm em đầm Dior nha mấy chị nha. Đầm Dior. Chị nào chốt đầm Dior thì chốt lên có size từ 62 đến 100 kg ha. Em đầm quần bi nè, quần bi xe cho mấy chị 80. Có hai con nha. Quần bi này size từ 70 kg đến 90 kg, quần bi 80 là một con. Một con nữa là size 100 kg, size 85 đến 100 kg hai con. Ai chốt quần bi chốt lên giúp giùm em quần bi có không bi? Kiểm tra kỹ chưa? Hỏi bộ đen đó không? Đưa cho anh Phước làm cho, đưa anh Phước làm vô lấy bộ kia để chị. Em lấy cái bộ đen đó ra chị coi thử phải không, chứ không lỡ chốt thiếu nữa. Gì vậy? Hết size XL, bộ này 100 kg nè. Chị Tú Linh nè, bộ này 100 kg nè, bộ đen đuổi đẹp lắm. Vậy Bi lấy ra cái size 2 cho chị cô Keo Kim Phượng đi. Nó làm cái gì vậy? Tao không biết nó làm cái gì nữa. Nè xếp lại cái bộ này đi, 100 kg cho chị Bi cắt nè con khùng. Chán thiệt. Vậy đúng không? Nè. Đúng rồi. Tập lấy nè, sao biết được. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bộ đen. Quần bi của Tăng Lệ Châu nhiêu ký vậy? Quần bi của Tăng Lệ Châu size nhỏ nè. Tăng Lệ Châu 80.000 nè, baby Lê. Tăng Lệ Châu 80.000. Quần này size tới 85 đến 100 kg rồi. Ha. Quần bi này 85 đến 100 kg rồi. Ôi chị, em ơi, lấy chị bỏ đem. Cái gì vậy? Em ơi. À lấy, em ơi lấy chị bộ đen. Bộ đen xếp lại 220 của chị Cao Kim Phượng. Bé Lùng xếp bộ đó lại cho cô Tú Linh. Chị Tú Linh về mặt cái bộ đen này mà không gọn đi kiếm em. Kiếm em làm gì đừng biết nha. 220 của chị Tú Linh. Kiếm em làm gì đừng quan tâm nha. À, hello. Chị ơi cho xem đầm đỏ đằng sau đây chứ. Cổ tim trước, cổ tim sau ha. Ở sau lưng có cái dây cột nha, để khỏi rớt hai bên xuống. Đầm đó là cam đất không phải đỏ nha chị. Nó là cam đất ha. Gì anh? Cơm mai nó căng lại không? Thôi khỏi đi, ta thấy ông ta chạy luôn đó. Đẹp gì đâu. Mấy chị thấy đẹp không chứ, thấy em cảm thấy ói lòi luôn á. Đây nè, đây nè. Lên cho mấy chị size 90 kg đến 100 kg một con siêu phẩm. Một con siêu phẩm đã gây bao nhiêu người thương nhớ. Nè mấy chị thấy cái rin mềm ở dưới nè đẹp không? Nè nói nghe nè. Con đầm này mà mặc đi tiệc một phát nha. Y chang con đầm ren luôn. Con này 300. À, con này không có dây chuyền 250. Con này không có dây chuyền 250. 77 kg thì tôm có vô. Không. Quần này hết sao được thưa tôm, mà để em coi được con này. Thưa tôm. Nè thưa tôm lấy quần này nha chá. Lấy quần này nha. Quần này sai chị nè. 80.000 của chị thưa tôm nè. 80.000 của chị thưa tôm. Em mới vào. Dạ. Chị ngồi im đó đi chị, đừng nhúc nhích nha. Mới vào thì ngồi im đó chị. Im đây từ từ mình tính sau. Rồi bán xe cho con Dâm nè. Hôm nay xả nè, còn chuẩn bị em xả cho mấy chị legging quần hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Nè làm ơn chốt con Dâm đi tiệc nha, size 14 quy. Size 14 quy nha. Dâm rêu nè, làm ơn nhìn form giùm tôi một cái. 250 xả cho 108 nè, coi form Dâm đi. Size 14 này là còn cỡ, nếu mà đẹp đúng chính xác lọt vô cái Dâm này mà không size 1cm nào là 75 kg nha. Còn nếu mà tính nó mặc được thì từ 72 đến 77 kg. Ok chưa? Dùm rêu. Rồi bán cho mấy chị với giá 170.000. Dùm rêu 170.000 của chị Bia. Bia Hô, Bia Sà Hô Sà Tú nè, 170. Bà Hà Tú hồi xưa. Bia gì? Bà Hà Tú hồi xưa. Bia Sà Hô Tú nè. Em có một con quần thể thao size bự lắm, size 100 kg nè, size 90 đến 100 kg. Có một con. Rồi bán cho mấy chị nhiêu? Bán 80.000. 80.000 con quần size 90 đến 100 kg, quần thể thao mấy chị. Quần thể thao 90 đến 100 kg bán cho mấy chị với giá 80.000. Ha. Ai chốt? Em có một cái con chân váy còn lạc đàn là chân váy nhung hàng xuất khẩu đi châu, đi Nhật nè. Hai túi hai bên là đẹp không mấy chị? Xuất sắc luôn. 70 đến 83 kg chân váy.
chốt cho em sale chân váy cho mấy chị 120 chân váy. Chị là chốt chân váy nhung, chốt giùm em 70kg đến 82, 83, 84, 85kg cũng vừa ha. Nó rất là đẹp, form rất là, trời ơi đầm sang chảnh đi chị Phương Thảo. Nhiều cỡ, nhiều xỉu luôn. Chị Tú Linh lấy cái con đầm đen này về á chị. Chị mặc á, lên nó gọn người, nó mềm mại, nó gọn người mà nó rất là đẹp. 250 của chị Tú Linh này bán lẹ cho không không. Bà giận bà đổi ý đó. Ai? Ai chốt? Chân váy của chế Đan Thùy 120. Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang, sông Giảng Long Cung, sông Tràng Nước Sấy? Ai đã từng nghe tiếng tiêu đò đầm hoa? Đầm hoa size 14 là dưới 77kg, 250. Đầm bi cũng vậy nha, 250. Quần thể thao không ai chốt, chân váy nhung khách lấy rồi chị Lê Hà. Quần thể thao size nhỏ, tay bé xíu, Tư mặc quần này không? Khỏi bán. Quần thể thao size nhỏ nha, size này khoảng cỡ 60 đến 69kg vừa. Rồi bán 80.000. Tập gym. Rồi bán cho bầy đỉ. Bán cho bầy đỉ rồi đó chị. Chân váy nhung của chị gì đấy nè. Chân váy nhung của chị Lê Hà nè. Lê Hà 120 còn nè con. Cô Lê Hà chân váy nhung 120. Họ dắt cái quần nóng thấy mẹ luôn á. Dắt quần nóng mà không hiểu gì sao, lý do gì sao tôi nóng. 120 của cô Lê Hà. Quần thể thao bảy đỉ lấy rồi chị thể thao Thanh ơi. Bán cho mấy chị con quần 50.000 nè. Bán cho mấy chị con quần nè, bằng thun nha. Bằng thun co giãn nha. Dưới 72, 73 cưới bán cho 50.000. Mấy con này là hàng hiếm nè quý vị. Nói cho quý vị biết là mấy con này hàng hiếm nha. Đầm đen khách lấy rồi chị. Đầm đen khách lấy rồi chị. Đầm đen khách lấy. Em có con áo hoodie nè. Bán cho mấy chị con hoodie. Quần 50.000. Quần 50.000 của bé Quỳnh Như quận 10 nè. Quỳnh Như quận 10. Chân váy nhung khách lấy rồi. Lùng chạy lên phòng ông nội có một bao quần. Màu hoa khỏi. Quần của chị Hương Chu nè 50.000. Em ơi cho chị hỏi bộ vàng bò có ngắn không chị em ạ? À? Không có ngắn nha, form dài phủ mu hết á. Form dài phủ nay hết á chị, không có cái nào ngắn đâu nha chị Tú Linh. Ha. À, đầm đó là đầm cam đất hàng xưởng chị. Đầm đó là đầm hàng xưởng, 60 đến 100kg, cổ tim trước cổ tim sau nha. Đấy, cổ tim trước cổ tim sau, đầm đó 250. Anh ơi đưa cái quần nhường lại cho chị, eo ly bùi kìa. Trời ơi, cởi luôn rồi kìa đó. Má, em đang quay camera mà lỡ ông cởi ông tuột luôn quần trong, chắc tôi đội quần luôn á. 80.000. À. Rồi áo hoodie nè mấy chị, bán mấy chị xả mấy chị 80.000 đi. Áo này size 60 đến 85kg. Áo hoodie có một cái thôi nha. Đấy xả cho mấy chị 80.000 áo hoodie. Chị nào chốt áo hoodie chốt giùm em áo hoodie. À, áo hoodie 60 đến 80 85kg ha. À, 80 đến 85kg bán cho mấy chị 80.000. Má em đèn mơ văng văng. Áo nam bán với chị 80.000 nè. Đó là sao hàng xuất đây nè. Trả lời rồi ông nội, ông muốn biết hả? Lấy đầm màu cam đất 100kg với chị Phương Thảo Bình Phước. Ngồi đi em lên đầm xuất mai cho mấy cái đầm đi tiệc 100kg với chị. Em lên con đầm đi tiệc này là chị Nhung ghiền, chị Nhung có mặc được đầm yếm không? Chị Nhung có mặc được đầm yếm dày mà đầm lá tay không? Hay là chị mặc đầm có tay, chị báo em đi. Áo nam này là dưới 65kg, 50 đến 65kg, còn con đó 80.000. Ai lấy áo nam chốt giùm em áo nam nha. Áo hoodie của chị eo bùi nè. Eo bùi 80.000 nè anh ơi. Eo bùi 80.000. Mua đi mấy chị, nãy giờ chưa bán gì hết trơn, trời luôn á. Mua đi quý vị ơi. Bộ này mới về nè chị Phương Thảo, bộ tím mới về nè. Có size 100kg nha. Mấy chị coi về mấy chị mặc thử cái form đi, nó biết nó đẹp hay nó xấu à. Chứ em nói mấy chị sẽ không có tin là nó đẹp hay nó xấu, mặc thử cái form đi. Tại vì những cái form này là em đã test rập và test mẫu hết rồi. Chốt giùm em bộ tím ha. Rồi đây là bộ tím nè, 220. Cái bộ này
Cái bộ này là áo thoải mái này nha, chốt giùm em bộ bò nâu. Chốt giùm em bộ nâu đi, khỏi chốt chữ bò. Tại vì nó có một cái màu bò nữa, đây. Mấy chị coi cái form bộ nâu đẹp không? Nó có màu nâu, màu vàng bò và màu đen. Đó, bộ này có 3 màu nè. Nâu, vàng bò và đen. Có size 60 đến 100 kg luôn, 220. Cho em cái đầm cam đất phía sau 70 kg của Hà Bích Ly. Dạ ok chị. Mới chạy lầu 3 xuống không? Đúng không? Rồi lên lầu 3 lấy tiếp. Bi ơi. Ờ thôi đi lấy chứ ta thấy mỗi mannequin ra nó hơi bị xa hơn á. Size L. Tàu. Giá cái bao nó xuống thấp thấp xuống chút thôi Bi. Thì mà cái tầm dùng với Bi. Không. Tàu chị Bi coi có màu đen không, là cái màu nào chị? Nguyễn Giang. À, cái bộ tím này nó có màu đen, màu đỏ nữa, nhưng mà màu đen hình như còn có một bộ gì á, size L, XL. Không phải XL là size gì á. Nhưng mà chị Giang nhiêu ký? Cái bộ tím này nè, em có màu đỏ nữa, màu đỏ mà thun đuổi rất là đã, vải đuổi rất là đã nha mấy chị nha. Vải đuổi êm lắm. Còn con quần vàng nè, ai lấy giùm em nha. Con này mấy chị mặc đi tập thể dục form form êm lắm. Còn đúng con nè. Con của chị vậy lấy cái đầm đó là cam đất chứ không phải đỏ nha. Hà Bích Ly. Xin địa chỉ số điện thoại nè. Còn con này là dưới 73 74 kg nè, chốt giùm em con áo quần vàng 50.000. Em 100 kg mà chị ơi. Ủa 100 kg này khách lấy rồi Giang ơi. Nó còn màu tím mà. Nói chung là mấy cái mẫu đưa lên là mới về nè, còn kia thì khó rồi. Cái bộ đen hồi nãy còn size bao gì đâu? Bộ đen nãy lấy cho chị. Còn bộ bao gì đâu? Hồi nãy ba bộ bộ bao gì bỏ ở đây khách chốt rồi mà. Vậy còn size gì vậy? Còn bộ còn đỏ, còn size L à? Còn L với hai ịt. Hai ịt nè. Ờ còn L với hai ịt, vô bỏ lại chỗ cũ đi. Bỏ lại đúng chỗ cũ nghe. Có ống tặng chị không? Hết rồi chị. Hết rồi. Mày học chỗ đi, mày đứng đó mày cố lên, nhỏ chạy loài bản hồng luôn. Nó chạy học xì dầu Obelux luôn á. Nè em còn cái con áo phát riêng size lớn nè. Size 100kg, 90 đến 100, 95 đến 100kg. Còn con nè. Rồi xả con áo rin này cho mấy chị với giá 150.000, 250 xả 150.000. Chết mẹ rồi, Bi chạy tiếp rồi. Chị ơi em cao 1m53 mà nặng 70kg. XL. XL, đổi lại. Cho coi chị còn một con đầm cam dưới này để chị lấy cho Bi, Bi đừng nhìn thái đồ vậy Bi. Đây nè. Đây. Ố dè dè, Bi không có chạy nữa mà. Đây, 250. Để em coi nữa còn áo ấm nào không. Trời ơi, nó chốt một cái muốn chết luôn. Cho coi đầm đen phía sau. Hello chị Mỹ Linh. Rồi chị Mỹ Linh cái có cái món gì đó rồi lấy hàng về rồi gì cho ta. Đợi em tí xíu mấy chị. Đây nè. Cái con đầm mà hồi nãy chị gì chị. Chị gì le le gì quên rồi. Chị gì hàng ngày ở trong live em chị Thảo Hồ nè đây. Đây là chị Thảo Hồ. Đây nè. Đây nè chị, nó là ren mềm á ha, nó là ren mềm nha chị nha. Đây con này size 90 đến 100 kg, thông báo cứng luôn. Con này mấy chị mặc lên gọn cực kỳ gọn. Con này mà sao chị gì quên rồi, chị Trần Ngọc Thanh Thanh không lấy ta, kêu lên bên này đi chị Trần Ngọc Thanh Thanh. À xin tùy ai khảy cái cây ở dưới đây à, ai khảy à, tôi khảy à. Ừ tôi biết mà tôi á, đừng có nói chồng tôi, chỉ để chơi trưng bày thôi. Khảy để gì? Là khảy. Thiệt. À áo rin rộng rộng chị ha. Má ai cắt ra ra chịu khảy cùng không biết khảy cái gì. Khảy gì? Tôi nói chồng tôi không có làm được cái quần què vậy, chỉ để là ta nói trưng bày thôi. Rồi đưa tiếp lên đây. Rồi đưa tiếp cái bao hàng xe qua đây Bi. Cái gì vậy Bi? Rồi gãy cái vàng của tao chưa? Quý Quang xã Hòa Tân Đông thị xã Đông Hòa. Rồi Quân bán cho mấy chị hai con legging, hai con với giá 100.000 nha, hai con với giá 100.000. Đông Hòa. Ít con nghe không nhiều, về đường nghèo đường hãy đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương nhất hiện tại. Ít nè, coi quần legging hàng Việt Nam xuất khẩu nè, nhưng mà size này size lớn,
Cái này phải 85kg đến 100kg. Cái này 80 đến 100kg nè. Quần đen. Nó còn 3 quần nhỏ nữa, bây giờ em không biết nó nằm nơi nào. Ừ, nó còn size 3 quần lớn rồi mấy chị. 3 quần này 80kg trở lên nha. Còn bao nhỏ nữa nằm ở đâu, bí nó giấu đâu em không biết nữa. Rồi từ từ tính sau đi. Giờ trước mắt là còn bao lớn á. Ở đây size nhỏ nè. Size nhỏ nè. Size nhỏ là 60 đến 70, 72kg nè, size nhỏ. Cứ hai con 100.000 đừng mua con tốn bì tàu em. Thiệt. Nha. Hai quần legging của chị thể thao Thanh Ly. Hai con 100.000 của chị thể thao Thanh Ly, để bé Lùng nó ghi. Mẹ xuống dưới lấy cái bộ sọc hàng Việt Nam xuất khẩu kệ dưới cùng á. Bộ sọc á. Em nói với mấy chị nghe nè, thể thao Thanh Ly hai con 100.000. Bill á ở nhà em thì chỉ dùng 1 tới 2 ngày thôi, trừ những khách kỳ cựu mà thường xuyên mua. Chứ thứ nhất, thứ hai, ví dụ mấy chị bữa nay thứ hai, mấy chị muốn để bill tới thứ ba hoặc tới thứ tư, thì sau cái like này khách cũ thì về làm ơn vui nhắn là anh Phúc ơi để bill, hoặc là shop ơi để bill tới thứ tư. Thứ ba là những chị mà bill mà cứ để 1 ngày rồi 3 ngày không mua là buộc lòng phải gửi. Rồi vào đó đừng có hờn trách mấy chị đi shop khác người ta không cho mấy chị dùng bill đâu. Ha. Nói cho mấy chị biết gì đó ha, nói nhẹ nhẹ thôi. Cái gì? Ờ đúng rồi đó. Bộ legging này anh Tư đứng vậy sao đai giùm em cái legging này dài hay lẫn anh Tư? Anh Tư đứng vậy lấy cái form Tư thử. Dài. Rồi hai cái này của chị Hằng Nguyễn nè. 100.000 của Hằng Nguyễn. Không có lấy nguyên bao, có người đặt rồi mà. Có người đặt mà lấy nguyên bao lên mày tới ông nậu tao không đi. Hình như Maria Phấn lấy bộ này phải không Maria Phấn? Ủa phải Maria Phấn lấy bộ này không vậy? Hello hello chị Maria Phấn, phải chị lấy bộ này 160 không vậy? Từ từ nha. Lê Hà nhỏ hai cái quần, từ hai quần legging này ai lấy vậy? Thể thao Thanh Ly phải không? Thể thao Thanh Ly rồi Hằng Nguyễn đúng không? Rồi hai cái này của chị. Của chị gì quên nè. Từ kéo chân xuống dưới. Từ chị Nguyễn Lam hai legging kèm số ký đi nha. Huyền Nguyễn Thị Thúy có chưa vậy? Huyền Nguyễn Thị Thúy nè. Giờ nó cũng hết xanh đen rồi, lấy mẹ hai đen đi chị ơi. Hai cái của chị Huyền Nguyễn Thị Thúy 100.000 nè. Legging của chị Nguyễn Lam lên số ký nha. Tú Linh hai con nè. Tú Linh hai con 100.000. Hai con 100.000 của Tú Linh nè. Maria Phấn hai con nè. Hai con size nhỏ của Maria Phấn. Maria Phấn hai con size nhỏ. Đúng rồi. Size nhỏ hết rồi. Size nhỏ chị Đan Thủy không có vừa đâu. Lê Hà hai con. Chị Lê Hà nãy có bill rồi đó. Chị Lê Hà hai con, cái hàng này hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Hai con của Lê Hà nè. Có dấu chữ Lê có dấu mà chữ Hà cũng có dấu. Rồi Thúy Nguyễn ấy lộn à, tay nhỏ hết rồi. Thúy Võ Hà Thanh hai con 100.000. Tay 70kg hết rồi chị Thủy. Tú Linh có chưa vậy? Tú Linh có rồi. Nhỏ hết rồi chị Nguyên Thu ơi. Dung Trang hai lấy kim nè. Để coi thử kiếm có xanh không nha chị. Cho hết rồi. Hai con legging của Dung Trang nè, 100.000 của Dung Trang. Hai con 100.000 của Dung Trang. Không, em lấy bộ đùi 220 màu đen đi. Là bộ này phải không chị? Là bộ nào? Là bộ này đúng không? Là bộ cá bèo đúng không? Đúng không thì ok lên giùm em cái. Đúng không chị? Trời ơi bộ này đẹp lắm nha, em nói thiệt. Bây giờ có bộ đó 220 đó. Hai mẫu lắm. Ngầu không hoài, ngầu im mới đi, không tôi quýnh một cái rớt tụ điện giờ. Rồi ăn bắp nha. Ăn hết hồi la giờ. Ăn hoài. Chuyên dây dành hẳn với vợ. Đấy, một cái rớt tụ điện. Nguyễn Lam hai quần nè.
lấy ren đen size 75kg đựng mặt chị, 78kg trở lên đi. Hai đen một xanh, dung trang thêm cái nữa nè, dung trang thêm cái 50.000 nữa. Hết rồi eo ơi, hết rồi chị eo. Hai quần legging của chị Tiến Nguyễn Thị nè, Tiến Nguyễn Thị hai quần Nguyễn Nam ơi, à, quần Nguyễn Nam ơi, vô cho em thì chị nghe hỏi. Hai quần của Tiến Nguyễn Thị, hai quần của chị Ngọc Ngọc Điệp. Trời ơi chị Ngọc Điệp, bữa giờ chị đi đâu vậy? Bán ế chết mẹ luôn, cũng gì chị rồi, chị đâu vậy? Hai quần của chị Ngọc Điệp nè, 100.000 hai quần của Ngọc Điệp. Tại chị rồi, tại chị rồi, lấy ra chị Huyền Nguyễn Thị Thúy rồi. Không chị, rồi em biết chị lấy bộ nào rồi, chị lấy cái bộ mẫu của Tím đúng không? Hai quần của con Cao Ngọc Huệ nè, lấy rồi. Áo chị mặc có bán không? Đây là cái set nhưng mà hết rồi, để may thêm. Lấy rồi. Huyền Nguyễn Thị Thúy nãy giờ có quần chưa vậy? Có rồi. Có rồi. Rồi quần nữa của cô Cao Ngọc Huệ nè. Rồi quần của chị Tú Trang Lý nè. Baby ghi Tú Trang Lý nè. Tú Trang Lý hai quần nè. Tú Trang Lý hai quần. Nó còn có hai cái à chị. Bộ đen bèo, quần ngắn hay lẫn và quần đùi chị ơi. Để em lên cho chị coi. Chị gì quên rồi? Chị Maria Phấn, em biết rồi, chị lấy cái bộ mà không có tùng đúng không? Để em đưa lại chị coi. Rồi hai quần của chế Kim Anh Nguyễn nè. Chế Kim Anh Nguyễn hai quần này đưa cho bác Tư đi. Hai quần của chế Kim Anh Nguyễn nè. Hiểu rồi, là chị lấy cái bộ tím này nè, nhưng mà lấy màu đen phải không? Nó có ba màu, màu tím, màu đen, màu đỏ. Trời ơi, mặc tím đi, lâu nay em không may tím nè. Phơm xinh không chị? Chỗ đây nó có đường chít eo là khi mấy chị mặc lên đó, nó căng ra đây nè. Nó làm mấy chị không có thấy bụng ha. Cái bộ tím này kèm quần đùi nè. Chị lấy Maria Phấn, chị lấy bộ này phải không? Còn Tiến Nguyễn Thị lấy gì mà đen vậy? Nè, đây là bộ tím 220, có size 60 đến 100kg. Ai chốt tím thì chốt lên giúp giùm em tím nha. Hai quần size lớn của Tròn Sen. Lấy cái này DNA không có vừa. Hai quần size lớn của Tròn Sen này, Tròn Sen nhiêu ký vậy? Size này là size phải trên 80kg, có cả 100kg đó nha. Legging hai cái của Trần Sen 100.000. Rồi bây giờ vô lấy cái bộ này nè, bây giờ bộ đen với bộ đỏ đó, nhưng mà lấy size L bộ đen cho Maria Phấn. Có size 90kg nữa hả? Nó có màu đen nữa, Maria Phấn vải đuổi. Cái đó là vải đuổi, màu đen với màu đỏ. Nó có màu đen với màu đỏ vải đuổi. Hai lấy màu đen. Hai quần legging này của chị Kim Phúc Đinh mặc sẽ bị rộng, đừng mặc nha. Mặc bị rộng đó chứ ơi. Chứ ơi, mặt nó bị giọng á, chứ đừng có mặt nha. Năn nỉ luôn á. Rồi giờ em xả cho mấy chị một xích bò nè, xích bò dây tầng. Chị nào mà thích cái kiểu em đang mặc là cái xích nó gần gần giống, nhưng mà nó có tầng. Nó có một tùng, nó có một tùng, nó có một tùng. Chị mua rồi, chị đừng có cho địa chỉ cho mọi người. Chị Kim Anh Nguyễn, chị mua rồi, không dám xem like là hết tiền với. Chị không dám xem like, em đổ nợ nhỉ. Đúng rồi, Maria Phấn 203 size L nha. Trương Anh Sang, ủa gì mà ok vậy? Ủa nãy giờ em nói gì chị Trương Anh Sang ok ta? Ủa nãy giờ nói gì ok ta? Ai na nãy nói gì? Anh đâu nói gì đâu ok chị. Nhưng mà nãy vô cho em thì chỉ vô thôi chị ơi. Ít thôi nha, không được đâu bắt tôi chưa lên. Nè em, bộ này em có 3 màu nè, BB rút cho bộ bò dưới cùng ấy. Bộ này em có 3 màu. Màu đen kèm với lại quần đen. Bỏ bịch luôn nha, không lên màu đi nữa nha. Đây, bộ đen, bộ đen bèo kèm quần đen này, cái lùng tiếp vô bịch lờ này đưa cho chị Bi. Bộ này là bộ nâu, bộ này mặc cưng lắm nha, bộ nâu kèm với lại áo nâu này. Và còn một màu nữa, bộ nâu kèm áo nâu, bộ này mặc trẻ trung dễ thương lắm. Và còn một màu nữa là bộ bò kèm với lại áo quần bò với kèm với áo bò 220, có size từ 60kg đến 100kg nha. Đó à, váy gửi tôi chưa Trương Anh Sang. Tập Trương Anh Sang vô rồi, coi thử vậy. Váy gì? Quần này chị Kim Phúc Đinh mặc bị tuột. Chị Kim Anh Nguyễn ơi, vô cho em địa chỉ số điện thoại chị Kim Anh Nguyễn ơi. Trời má sốt bill chị Anh Sang Trương nè. Trời ơi bả.
chị anh sang trường lấy cái váy trắng nờ sau lưng em nè, phải không? Phải lấy cái váy trắng nờ sau lưng em không? Chết mẹ rồi. Tốt biêu vậy. Này nó có chiều khen, có chiều khen không? 6-7 kg. Ủa anh sang trường này ở đâu ra, có làm to không? Cho anh địa chỉ số điện thoại chấm. Ủa anh sang trường này gửi bill chưa vậy? Tụi nguy hiểm, tụi bay quá, làm bill có chụp qua không? Dạo này tụi bay làm bill hết thì nào thấy kiểm tra ấy đi. Kim anh trường nhiêu ký? 6-7 kg hả? Kiểm tra trong cái bill giao hàng nhanh đi. 220 chị Nguyên Thu ơi. Chị Ngọc, Quyền Ngọc đợi em tí xíu nha, một phút. Trương Anh gì đó thì mới chọn lên. Trương Anh Sang. Trương Anh Sang có chưa? Rồi lấy cái váy nơ này size L cho Trương Anh Sang. Có bill chưa? Đó thấy chưa? Thấy làm hàng mà không chụp bill qua chưa? Nguyễn Lam lấy cái này nè. Vô coi Nguyễn Lam lấy gì nè. Gửi rồi chị, gửi rồi nha chị Trương Anh Sang. 300 sao nhiêu ký? Bao nhiêu ký? 85 kg hết rồi. Nó còn một cái, đúng một cái duy nhất size 75 kg. Nó còn màu tím được không chứ màu đã hết rồi. Này làm sao bất khi nào ấy lắm. Còn quay là làm nhanh quá. Kim Anh Nguyên vô cho em thì chỉ số điện thoại chị Kim Anh Nguyên ơi. Quay làm kiểu đó chết luôn á. Mấy chị biết hồi cửa giờ em quên cái vụ án này nè. Chị Phương Thảo Bình Phước còn đó không? Em nói với mấy chị là cái con đầm này nè, em đang để size lớn con đầm này nè. Mấy chị mặc lên cái form nó cưng bà cố nội luôn, đầm nơ trắng nè. Mấy chị coi form ấy. Ở hai bên này nó xếp ly nè. Đó, cái con đầm nơ trắng này mặc lên cái form đẹp lắm. Để tối em đăng hình cho mấy chị coi nha. Tao đăng hình mà tụi mày không vô like. Mà dũng cơm mình mà tụi mày vô chân. Đầm đó còn sai. Chị Phương Thảo Bình Phước còn ở đây không vậy? Tôi làm bill vậy cái xong biết, cái bắt đầu gửi tiếp bill nữa rồi cái xong chớp. Nó cứ vậy á. Làm nôn bình quá trời. Tỉnh Nai là ở đâu chị? Đồng Nai, tỉnh Nai. Trương Anh Sang, bộ nâu. Chị Phương Thảo Bình Phước còn ở đây không vậy? Quần có mấy size vậy chị ơi? Một size à? Một size free size nha. Rồi không có nữa phải không? Ở lộn mà không, không để em đưa cái bao hàng xuất lên lầu lên kho. Rồi đưa cái bao qua trước đi, đưa cái bao vàng bò lại lấy cái đầm cam vô kêu luôn cho đi phòng lên được chứ. Rồi đây, ai size bự, ai mà thích áo thun phun rộng rãi thoải mái mà vải mềm thì hốt em này ha. Sale cho mấy chị 100 ngàn. Nhưng mà em này chị nào mà khoảng cỡ từ 75 kg đến 100 kg hãy lấy. Chị nào size dưới đừng lấy nha. Vải rất là đẹp. Em thông báo với mấy chị là quạt vải Quảng Châu rất là đẹp luôn. Áo trái tim nè, áo trái tim, áo con thỏ nè, áo chữ M My Love nè, áo trái tim và áo toàn gì thì cú bi đu bi đu đó. Đấy, chị nào chốt áo thì chốt cho em nha. Nhưng mà size từ 75 kg đến 100 kg hãy lấy. Còn size dưới thì đừng lấy ha. Em xem mẫu đen canh em xem. Từ từ. Dạ sống này em lên nguồn rin nè. Em cái đầm nơ trắng rồi, nói thiệt Dung nha. Cái đầm nơ trắng nên mặc lên cái form. Sao ta không có biết diễn tả cái form đầm nơ trắng là cái form đó làm sao. Chưa biết diễn tả được nha. Để coi cái size gì nè. Bây giờ đi kiếm cái bao nơ trắng này nên cầu thang size 2. Size 2 nha. 280. Xem đen mẫu canh mặt. Xem đen mẫu canh mặt. Có hai mẫu chị Minh Trần. Có một mẫu là đầm nơ trắng chị. Đây. Đầm nơ trắng 3 nút phơm xè nha. Ha. Một mẫu này là một mẫu mới về ngày hôm qua nè. Mẫu đầm mà cổ tiên tay cánh tiên lúc nhiều mà vải nào cũng co giãn hết nha mấy chị. Vải nào cũng co giãn đẹp hết trơn á. Hai mẫu.
chú giùm em là mẫu bằng nơ trắng 3 nút, mẫu nút nhiều ha. Mẫu này mới về tối hôm qua. Mẫu mẫu nơ đen. Nè các chị coi mẫu nơ đen chạy liền nè. Phơm nè. Cái vải nó mây cái vải gì á, nó lên phơm đẹp lắm, em không biết. Đầm nơ đen. Và đây là đầm khuyết ngực nè. Vải nào cũng to dạng hết nha, 280. Khuyết ngực, khuyết ngực. Chị nào chốt khuyết ngực chốt giúp giùm em khuyết ngực nha. Khuyết ngực, khuyết ngực. Chị nào chốt khuyết ngực thì chốt lên giúp giùm em ha. Lấy ngực 120, xem toàn cảnh. Xem toàn cảnh. À, xem toàn cảnh ổi tim trắng là cái gì? Hay đúng rồi đó. 280. Của Dung Dung Trang. Đầm đen treo 83 kg mặc rồi chị. Đầm đầm của em nãy giờ em đưa 4 mẫu liên tục lên cho mấy chị, em có đầm ngọc trai nữa là đều có xa 60 đến 100 kg hết đó chị Loan Nhật. Mà vải co giãn rất là đẹp, mà đầm nhà em thì may qua gối nha. À, nơ đen 3 nút 85 kg của Nguyễn Lan. Nơ đen 3 nút nè. Nơ đen 3 nút tay hay của Nguyễn Lan. Nguyễn Lan ở trên kệ nhà dưới. Áo thun này không có chị, áo thun này toàn màu trắng thôi nha. Áo thun này màu trắng. Thun này màu trắng không chị, để treo lên nè. Treo lên. Cái lồng lại có một cái bao hàng ở dưới ngay ghế là bao hàng của anh Bình phải không anh Tư? Ừ. Rồi bỏ cái đây vô của anh Bình nè. Nè làm đen của trắng size 2 của ai? Của chị Nguyễn Lam nè. Nguyễn Lam 280 Nguyễn Lam nè. Áo thun đó chị Tú Linh mặc thử đi, vải đẹp lắm không phải. Nơ đen chị đưa lên. Sau đen 3 nút với chị. À từ từ bây giờ từ từ. Là nơ đen. Nơ đen chứ phải nơ trắng không chị, là nơ đen này nè. Hôm nay mới về tối qua là nơ đen đúng không chị Lam? Lấy nơ đen này nè. Nè nơ đen. Lấy nơ đen này, tóc cái nơ trắng này. Nơ đen size 2. Size 80 đến 90 kg á. Cho chị Nguyễn Lam. Dạ ok chị. Ờ chị treo cây bên hông. Đó em mới đưa cho chị coi rồi. Chị xem nơ với. Chị đang ở đâu? Chị xem nơ nè, chị báo em nha. Mấy chị có ưng mẫu này không? Quần váy, ưng thì em may lại mẫu này. Nhưng mà em thay dây đi bằng dây xích cho mấy chị vàng vàng nha, nó đẹp. Đó. Chị nào thích mẫu này thì báo em lên file cho. Dạ, đổi cho chị rồi. Rồi hôm nay xả bộ này nè. Hôm nay xả thiệt á. Hôm nay xả bộ này nè. Xả thiệt nha quý vị. Sao xanh đói dữ vậy ta? Đặt cái đó buồn em cạp anh cạp á. Đầm nơ đen 80 kg của chị Thúy Nguyễn mới về đi. Nó đầm đi mới lấy thật thì luôn á. Phải ít lần. Nếu mà mấy chị vô mua hàng á nha, mà mấy chị mà lỡ mà đúng 80 kg, mà mấy chị lỡ 1m5, 1m55 là mấy chị phải nhớ nói em biết nha. Để biết xong để em trừ hao lại ha. Nhớ nha, em dặn rồi. Mình vào mua hàng biết xong mình đừng có ngại gì hết trơn á mấy chị. Cứ nói đi ha. Nói đi rồi em, tại vì nhà em cũng không có nhân viên. Hello chị Lê Xuân Hương, nhà em không có nhân viên cho nên là mấy chị cứ nói em. Em xử lý hết, nhiều lúc em đi lấy hàng em không cầm điện thoại mấy chị đừng la em. Ví dụ mấy chị vào hàng hóa có vấn đề gì mấy chị nhắn tin em mà lỡ em không trả lời mấy chị đừng la em. Mấy chị nói quỷ cái này nhiều lúc á hả sao ta gọi điện nhắn tin mua hàng thì nhanh lắm mà nhắn tin đổi đồ lâu không phải. Em giải quyết hết á, nhìn nhiều lúc em đi lấy hàng em không có đem hai điện thoại. Cắm sạc ở nhà bắt đầu về làm là cầm điện thoại hoài á mấy chị. Cho nên đi đường em không có cầm theo điện thoại. Đó, quỷ sứ nó về đó. Về nó nhìn vô một chút đó. Cho em bộ chị đang mặc nhé, chưa may lấy đâu. Đừng để em cỡ em bán luôn nha chị. Rồi xả bộ to, xả bộ to tung nè. Xả bộ này. Xả bộ gần bò. Hôm nay chị nào mà chốt được bộ này thì chị đó trúng mánh nè. 60 đến nè. Xả bộ bò nha. Xả bộ bò cho mấy chị. Em nói mấy chị nghe là cái bộ này mặc lên là bao cưng luôn á. Nè bộ này mặc lên thứ nhất là khỏi mặc áo vú giống như em đang mặc nè. Bao cưng, bao cưng. Chốt giùm chị đọc, cái đó là đi đầm nơ đen hả Bi? Còn có mẫu gì nữa không? Đầm sọc nơ đen Nguyễn Hà. Nguyễn Hà nhắn tin gì bé Lùng vô đọc đi con. Rồi xả bộ này cho mấy chị nha. À, Minh Trần. Đầm đen có hàng cúc là đầm đen nhiều nút ở sau hả chị Minh Trần? Chốt là đừng có chốt số điện thoại này, em đâu gọi điện chốt hàng. Chốt là đầm đen nút kèm số ký kèm chiều cao cân nặng thôi. Rồi tí xíu em xin địa chỉ số điện thoại trong tin nhắn sau. Tại nhà em chốt hàng là làm tin nhắn chứ không có gọi điện chốt hàng, để lần sau hàng hóa có lộn á thì giữa em với mấy chị tính tiền tính toán với nhau được.
có nhiều lắm chị Lê Nhật Lệ, hôm giờ chị đi đâu phải không, hôm giờ chị đi đâu mất tiêu rồi. Xả bộ này nè, hồi tối hôm nay xả mấy chị cho mấy chị bộ này 140, ok chưa, 220 xả 140 bộ tùng đây kèm với quần. Rồi chốt đi quý vị, bãi coi vậy. Trên lầu 3. Chết mẹ mày chưa. Cái đầm mẫu đầm nó bé nhiều nhất mà để tới size hèn gì bạn, bữa nay bà thấy mà ngực đồ nảy nở rồi chứ. Trời ơi là trời, nãy giờ kêu chị quá trời luôn. Kêu chị chết mẹ luôn, để coi thử chị Tú Linh còn. Em thấy bộ này hết size lớn rồi. Bộ này còn, bây giờ coi size thôi chứ cái bộ này nó may size chị Lê hết trơn. Nhưng ma size chị không có đâu. À, đa số size L 60 đến 69 kg nè, có bộ đây nè, để em coi thử size bự không nha. 256. Để em coi bộ này chị Tú Linh vừa, mấy chị chốt kèm số ký lên mấy chị ơi. Mấy chị chốt kèm số ký nè. Bộ bay size cũng nhỏ lắm, bộ bay này còn cỡ dưới 90 kg à. Bộ bay này còn cỡ dưới 90 kg à nha. Bay này dưới 90 kg. Còn cỡ 85 kg thôi. Ừ, nó may lâu lâu nó may bị đứt dây vậy mấy chị. Bộ vàng này thì khoảng cỡ là xả với chị 140 ha. À, nó size này nó khoảng cỡ 85 kg nè. Cái này chị nào mà 85 kg, 86, 87 kg thì chốt được ha. Còn lại là size 60 đến 70 kg, ai chốt vàng xả thì chốt giùm em xả 140 nha. Xả 140 bộ vàng. Ai chốt vàng chốt giùm em vàng. Rồi con cái bịch đi. Ai chốt vàng bộ này nha, chỉ có một bộ này thôi là size lớn thôi ha. Còn lại là size nhỏ hết trơn á. Vàng bò, vàng bò cá tùng. Nhớ bụng dữ vậy anh. Anh ăn xôi anh. Anh ăn bánh bao anh. Mua ơi. À, một bộ này chị không có vừa. Thôi đừng lấy. Nè cái bộ này em có bộ đen nữa nè. Dạ, bộ này có bộ đen nữa. Lâu. Coi mặn. Đã mặn đúng không? Nè em có bộ đen size L nè. 140 ai lấy bộ đen size L 60 đến 60 69 kg thì lấy ha. Bộ đen size L ai lấy xả 140 luôn nè. Chị Lê Nhật Lệ nhiêu ký à? Tấm này lên một rinh nha. Nè có một bộ đen đây, để em coi thử bộ này chị vừa không chị Tú Linh. Để em coi tụi bộ này chị vừa không nha. Bộ này em sợ chị Tú Linh cũng vừa 90kg dưới à. Không vừa đâu. Bộ này size khoảng cỡ 90kg dưới à. Không vừa đâu ha. Bộ đen size 90kg dưới. Đen của Huyền Nguyễn Thị Thúy nè. 140. Bộ vàng 85kg của Hồng Vũ Ký nè. Hồng Hữu Ký 85kg nè. Hồng Hữu Ký 85kg nè, 140. Đen. Đó, rồi. Vậy đi. Mình đưa hàng lên kho luôn đi. Đưa hẳn lên kho luôn nha. Áo đăng mặc đường mây xuống vô anh. Mày đứng khâm mặc đường mây. Đưa lên kho. Anh Phước ơi, anh Phụ với Bi đưa cái bao này lên kho đi anh Phước. Anh đã bắt nó chạy hoài, nó khỏi đẻ luôn á. Lên kho đó nha, kho trước của phòng mình bỏ lên kho luôn. À, lấy em đầm nhiều nút 1m55 nặng 85kg của Lon Dục. Bây giờ đầm nhiều nút bỏ đâu ạ? Rồi size hay cho chị Lon Dục là size từ 80 đến 90kg cho chị Lon Dục. Rồi chị Phương Thảo Bình Phước còn ở đây không? Còn ở đây không? Em lên mớ đầm tiệc nè. Còn ở đây không thì báo em nha. Người nói đi đêm đêm. Bé Lùng đứng dậy treo cái áo rin này lên nè con. Treo áo rin lên. Áo rin treo bên này nè. Bên này. Em ơi bộ vàng bò cho chị đổi lại màu nâu. Em ơi bộ vàng bò cho chị đổi màu nâu. Bộ vàng bò. Chị chốt cái này, chị chốt con cái nha. Đừng nổi tới nổi lui nhà em không có ngừ á. Lấy cái bộ gì vàng bò đổi qua màu nâu đi. Của ai? Của chị Tú Linh. Nè, vàng bò đổi nâu này nè. Bye bye cho chị Tú Linh. Rồi lên đầm nha.
lên nằm nha mấy chị nha. Xong rồi anh đưa cái bao này lên kho luôn nha, cột lại đàng hoàng chứ đừng có để nó rớt tài lên nha anh. Lên thì tôi cho em chỉ chứ thôi chị làm ra đây 202 cái ghi là cái lùng ghi là bộ bèo ấy. Bộ bèo 220, bộ tím cũng 220. Bộ bèo ba màu 220. Đổi sang màu nâu đúng không? Ừ, cái sang màu nâu bầy. Rồi lên đầm nha. Cho anh xem lại đầm đem khuyết ngực. Dạ ok. Phải đẹp lắm chị ơi. Chị Loan nhập vô cho em chỉ điện thoại chị Loan nhập đây. Chị Loan biết không, chị Loan mua đít thôi. Không có cái con shop nào mà như em kêu mấy chị mua đít đúng không? Nhưng mà em kêu mấy chị mua đít thôi. Đâu cái nào? Để mấy chị về cảm nhận được cái vải nhà em á. Chứ là mấy chị muốn coi những cái form này nè, em mặc á. Là mấy chị vô tường nhà em á, bấm theo dõi shop quần áo biết sai yên. Vô tường nhà em mấy chị coi mấy cái form này vải nè, mấy chị coi vải nè. Đầm khuyết ngực. Nè mấy chị ơi, em né 67 nè, coi gối nè, qua gối nè, chị thấy không? Đó. Mấy chị bấm theo dõi từ nhà em ơi. Cứ em làm video xong khoảng cỡ 2-3 giờ sáng là em bắt đầu là em hay chụp hình em đăng á. Mấy cái mẫu đầm đang hot của nhà em nè, đang hot và đang bán nhiều á. Mẫu đầm ngọc trai cũng đẹp lắm nha chị Loan. Mẫu đầm ngọc trai cũng đẹp nè. Nói chung là phải coi dạng lắm, mấy chị mua thử đầm nhà bên em là mấy chị biết cái form liền ha. Biết cái form liền. Chứ không có nói điêu mấy chị đâu ha, không hề nói điêu. Rồi xong chưa, lên đầm size lớn cho chị Phương Thảo nè. Nè chị Thảo, nói thiệt lòng luôn, hồi giờ thấy cái con đầm nào 300 đẹp vậy chưa? Em hỏi thiệt, thấy con đầm nào 300 đẹp vậy chưa? Thấy chưa? Nước ngực nè, ôm nè. Đấy, nè. Mấy chị size 100 kg chết chưa, chết ngắt chưa? Cầm size 300 nè. Mà size này size 95 100 kg nè. Mấy chị coi nhung của nó may nè, nhung may 2 lớp. Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu, nhung may 2 lớp. Xuất phát chưa? Cứ size 95 tới 100 kg cho em. Đẹp bằng đẹp rực rỡ luôn á chứ không phải đẹp vừa đâu. Chốt giùm em là đầm 1 là màu tím, 2 là màu xanh nhớt ha. 300 một là tím, hai là xanh nhớt, ai chốt tím thì chốt tím, ai chốt xanh nhớt thì tranh chốt xanh nhớt giùm em nha, ai chốt tím thì chốt tím. Ngày mai nhớ tranh thủ chờ một lô đầm hàng Việt Nam xuất khẩu về nữa nha mấy chị nha, nhớ bấm theo dõi shop quần áo Big Size Yên nha mấy chị nha. Đó, nhà em thì bán tàn tàn thôi, không có nhân viên, mấy chị cứ cần gì mấy chị cứ vô hỏi, đừng có ngại ha, đừng ngại em. Em thấy rồi, chốt cái cài áo cho em chị Yên. Nào nhỏ nào giờ lại chứ không la tiền đâu mà ăn cơm trời quỷ nè, cho tặng cho Nhung lắm này nè. Có bịch nhỏ mở cho Nhung Lâm thành phố tặng. À, ủa chị Thảo còn hay không nè, em có con đầm size 60-70 kg em sale cho mấy chị nè. Tình ơi sao đi mãi cũng trôi bờ mương sông. Em có một con đầm này size 60-70 kg. Dạ sao đó bụng dữ trời. 60-70 kg đầm này nha. À, xe cho mấy chị 150-280, xe 150 có một con thôi. Cho nên chị nào chốt được thì chốt ha, 60-70 kg. Nếu mà đưa con đầm này lên like mấy chị sẽ không có thấy đẹp. Nói thiệt lòng, em biết em mặc vừa tại em 80 kg em không vừa. Nếu mà em đưa con đầm này lên sẽ mấy chị sẽ không có thấy được nó đẹp. Mà con này phải thử nè. Mấy chị mặc lên nhầy đúng không? Chị Loan nhập vô cho em thì chị đây cánh tim đúng không? Nè. Đó. Nó sẽ như thế này nè mấy chị. Xinh chưa? Nhưng mà 60-70 kg xả 150, đầm này 208 còn đúng một con thôi. Còn đúng một con màu cam đất này mấy chị không? Đó, khi mấy chị mặc lên nó sẽ như thế này nè. Đó, 60-70 kg xả 150. Chị nào chốt đầm cam đất phải shop gì đó thì chốt cho em ha. 150 của chị Thanh Thanh nè. Thanh Thảo Quảng Ngãi 150. Thanh Thảo Quảng Ngãi 150. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha.
Em có một cái con đầm đen. Má thì mấy con đầm đẹp toàn xay lớn không luôn, xay 100kg nè quý vị. Thứ nhất là chị Long nhận vô cho em địa chỉ số điện thoại, thứ hai nữa là chị phải cọc em với cạc Mobi nè. Thứ nhất chị không có gì hết nè. Đầm 150 của chị Thanh Thảo Quảng Ngãi. Em hỏi chị Lê Nhật Lệ làm nhiêu ký mà không báo, mà cứ hỏi đầm của em đâu hoài. Phải lên số ký em mới biết, em kiếm đầm em lên cho chị chứ. Còn không là dồn ngày mai đi em lên, em về một lô đầm Việt Nam xuất khẩu cho ngày mai mấy chị lấy luôn. Đầm này đầm ren cũng 100kg nha. Những cái con đầm đẹp toàn phơm 100kg không luôn ha. Những cái con đầm đẹp toàn phơm 100kg không. Tức lắm mấy chị. Vô đếp mày đặt cái gì ở lòng. Đầm này size nhỏ nè. Đầm này size của chị eo la bùi dừa nè. Đầm này size của chị eo la bùi dừa nè nha. Trời ơi, lâu lâu được cái đầm kem hợp mệnh là hụt. Phải 2kg rồi mà nãy giờ không thấy chứ. Nè em có con đầm size nhỏ nè. Con này bán cho mấy chị với giá, con này 250 là bán cho mấy chị với giá là 180 con đầm này nha. Con này dưới khoảng cỡ là dưới nếu mà đầm này đẹp là khoảng cỡ 60-65kg nè. Chốt giúp giùm em đầm sọc. Đầm sọc xả mấy chị 180 nha. Đầm sọc đầm vải sọc xả 180. Chị nào chốt 180 chốt giùm em 180. Rồi bán đi. Ai bay làm bằng cái gì? Chắc kệ chị cho em cái hiện vào ngày mai quá. Đầm cổ vét là chị Lê Nhật Lệ. Đầm cổ vét là có size từ 70kg đến size 85kg, vải đẹp lắm nha. Vải với phơm rất là đẹp luôn nha mấy chị. Vải đẹp, phơm đẹp là đầm này nè. Nè để em lấy cái đầm này cho chị Lê Nhật Lệ coi size 12 nè. Size 12 là dưới 73kg nè. Không đây. Trễ ghê. Vừa lòng. Đi về những hương đủ. Được. Được bay đây. Đầu đấy vô hút tiếp. Rồi cắm vô hút tiếp. Má thì tụi 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 người ta thấy người ta bỏ chặt cửa hết luôn. Bỏ giùm cái đi. Chứ tôi thấy tôi tốn tiền quá. Người đầu tư đây. Trời ơi Thảo. Ai chị size 12 nè. Ai dưới 73-74kg chốt con đầm 300.000 đi tiệc giùm tôi một cái đi mấy chị. Xuất sắc chưa, dưới 75kg chị Thảo. Trời ơi đầm kim tuyến xanh 300 nè. Chốt giùm em kim tuyến xanh. Cái đầm mà hôm qua tôi năn nỉ mấy chị lấy size 12 nè. Mấy chị có cái đầm 250 của hàng Việt Nam xuất khẩu nó may nè. Nè mấy chị thấy cưng không, tay cũng cưng nè. Xinh không. Trời ơi ở giữa có bo nè. Đẹp không mấy chị? Xuất sắc. Đầm này là giá 250 chốt giùm em đầm hoa hồng. Không có quần sọt nam size lớn nha. Không có quần sọt nam size lớn. Đầm đi mai dồn hết ngày đi. Mai dồn hết ngày em lên đầm cho mấy chị. Dồn hết một ngày mai em lên đầm cho mấy chị cho. Tại mai có kho đầm về đó. Dồn đi mai em lên đầm cho mấy chị ngày luôn. Khỏi lên lẻ tẻ. Khỏi lẻ tẻ đi mấy chị. Lên cho mấy chị quần rin nè. Giờ lên cho mấy chị mấy cái quần rin size lớn nha. Coi thử còn nhiêu người coi ạ. Nhiều. Bỏ đầm ở trên bàn có khách đặt nè. Còn hai bao nhiêu. Coi thử còn bao nhiêu người đã biết like nè. Hai bay bớt ngay đi nha. Còn 90 hả. Ôi 90 like tối sáng cũng được. 7, 94. Nói trả giá 94 like tối sáng luôn nha mấy chị. Giữ im vị trí đó đi. Từ 4 mấy giờ, giờ mình ra còn 90 anh. 95 luôn. Dạy em đi. Mấy quỷ nó chuyên gia trả giá.
Đầm này là 60-65kg nè. Chế là 60-65kg đó. Chốt đầm này thì chốt giúp dùm em nha. 60-65kg à. Chị nào chốt đầm đó thì chốt giúp dùm em. Rồi giờ lên rim nha. Đây là đầm phơm suông. Đầm này hàng xưởng nhà em có size từ 60-100kg. Chị nào chốt đầm phơm suông này thì chốt. Nè kiếm cái móc treo lên nè Bành Thị Lùng. Trời chắc gì nghĩ không chê tới á. Chưa tới thì cũng kiếm đi rồi nhờ vả. Thôi mày bớt biện minh đi Lùng ơi. Anh Tư chia em với anh Tư ơi. Anh Tư cái mụn nậu mày chứ anh Tư. Anh Tư nhớ những lần em qua gọi anh ăn cơm không? Em đang kiếm cái đầm đó mà không thấy đâu hết trơn, quên mẹ nó rồi. Trời lên quần rin nha. 95 người xem, hello hello 95 chị. Tới giờ vẫn còn ngồi nhìn em. Rồi đây, lên rin đây. Xe cho mấy chị bữa rin nha. Xe mấy chị về 150.000 quần rin này. Có cái xeo 150, có cái không xeo nha. Chứ không phải còn hàng, một khi mà dính hàng xeo vô. Mấy chị đừng có nghĩ là rin con, cái nào mà con yêu nó không nhớ. Xin lỗi mấy chị, đầu em là đầu chưa cướp không hả, chứ không phải chưa đắp đâu, lộn mà chưa đắp chứ mà chưa cướp đâu. Thế đừng nghĩ em không nhớ nha quý vị. Em đang nói cái gì vậy trời. Size 16 này dưới 85kg nè quý vị, đẹp không? Trời ơi má nào mà 85-87kg trở xuống ha, quất con đầm này đi tiệc ha. Em nói mấy chị mê bao phê luôn. Mê tàn canh giá lạnh ha. Rồi lên quần nè mấy chị, lên quần nha. Mai đi, đầm thì mai đi chị Lê Nhật Lệ. Đầm mai đi ha. Đây là anh Tư, cái đẩm hàng xưởng của nó nè. Chị Lê Nhật Lệ có con đầm size chị size 14 nè. Có đầm size chị size 14 nè. Đây mấy chị. Đẹp không? Form đẹp lắm. Form rất là đẹp luôn. Form là dùng từ hai chữ là xuất sắc hết mấy chị. Form xuất sắc lắm. Form này không có chê vào đâu được đâu nha quý vị. Không có một điểm trừ nào, không có một điểm nào để chê được đâu. Đầm phơm suông 208 chị Lý. Nói có khi nào cô cứ lồng vô đây với bộ ngồi tính xanh đi. Rồi sao rồi ngày mai thì ra bệnh hoài. Bệnh nữa đừng hỏi nữa, nó bệnh nữa đó. Size 16. Size 16. Nè em có mấy con đầm thun lạnh nè. Có mấy con đầm thun lạnh nè. Ở sale cho mấy chị 180 đi. Thun lạnh lưới nha. Thun lạnh lưới. Nè. Thun lạnh lưới nè mấy chị Thảo ơi. Hút con này nè chị Thảo. Thun lạnh lưới dưới. Con này dưới nhiêu ký? Con này khoảng cỡ dưới 73-74kg vừa nè. Thun lạnh lưới nâu. Sale mấy chị 180.000. Thun lạnh lưới nâu ha. Rồi còn một con là hồng nè. Hồng ruốc. Thầy chút bỏ một bịch anh Bình. Khung lạnh ruốc nè mấy chị. Khung lạnh ruốc này size BM là khoảng cỡ dưới 77-78-80kg nè. Khung lạnh ruốc, mấy con này mấy chị mặc lên form nó. Nó sao ta, nó dùng từ rất là dịu dàng ha. Đầm 180 lưới chị Biên Thùy lấy cái hồng ruốc á, cái kia chị bị chọc. Chị Biên Thùy lấy cái ruốc á, chứ cái kia sợ hơi ôm. Cho chị Biên Thùy ha. Rồi con mã cuối cùng là mã cà phê sữa. Mã cà phê sữa thì cái mã này là dưới 90kg nha. Dưới 90-93kg cà phê sữa xả mấy chị 180 cho hết hàng nè ha. Rồi chị Biên Thùy lấy lưới nào thì báo em nha. Chị Biên Thùy lấy màu nào thì cứ báo em ha. Báo em. Từng con phố về đâu báo em. Rồi lên quần nè. Tranh thủ nha. Xả quần này 150 cho quý vị. Eo 112. Eo 112 quần co giãn. Có rách hai đường ngay đầu gối. Eo 112. Chị lấy lưới. Chị lấy lưới dưới 70kg là mã đầu tiên nè. Vải êm lắm, eo ly bùi nè. Của chị Biên Thùy lấy hồng ruốc nè. Biên Thùy lấy hồng ruốc 180 nè. Còn một con cuối cùng là con cà phê sữa. Con cuối cùng ha mấy chị ha. À, rồi quần này eo 112. Eo 112 này tương đương 90-95kg nè. Xả 150. Tranh thủ nha, ngày mai kêu em kiếm lại là không có ai kiếm đâu. Ha. Trăm cái này là của chị Tú Linh vừa nè, lưu ý nha, hàng sale là không cho đổi trả ha. Nè Tú Linh 150.000 là đứa nào ghi.
Phú Linh 150.000 của cha Bành Thị Lùng nè. Bành Thị Lùng hiếm lắm. Nói chung là hàng này hàng hiếm đó mấy chị. Hàng này nó giống như động vật hoang dã á. À, y chang động vật hoang dã luôn mấy chị. Ngày xưa em bán sữa đầu năm. Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh. Gu của tôi, gu của tôi. Mấy chị thấy tôi thường mặc quần jean mà rách tanh bành không? Là gu của tôi nè. Gu của tôi eo 102. Eo 100, 102 gu của tôi. Chị Thúy Nguyễn quần eo 112. Sao chị vừa hỏi chị nhiêu ký ạ mà quần eo 112 chứ quần xeo em không có, em không có cho đủ trả. Eo 110. Eo này eo 100, 102 nè, coi quần nè. Quần này 208 nha. Thông báo với quý vị quần này 208. Eo em chỉ gần 112. Em tính eo 112 là eo co giãn á nha chị, chứ không phải eo đo ngang đâu. Eo đo ngang nó chỉ có 100 mấy thôi, mà tính đo eo co giãn á chị là quần đó là chị vừa xích luôn đó. Ha. 80 kg eo nó còn cỡ 100 mấy là chị lấy eo 112. Mặc tuột quần ráng kiểu á nha chị. Cái quần đó là không có cho đổi trả đâu nha, thông báo cho biết. Thông báo nhẹ nhẹ cho biết thôi. Quần này eo nhiêu mấy chị? Ai biết? Rồi để em đo cái quần không rách này cho quý vị nha. Ngày xưa đo ngang 98, chị tìm cho em size 72 kg. Đợi chị em đem qua đăng ký rồi. Mấy chị đo size quần á là phải đo size co giãn, chứ không ai đo size ngang không hết á. Nếu cái quần này cầm nè, mấy chị đo size ngang không? Giờ em hỏi mấy chị nè, mấy chị mặc cái quần vô mà mấy chị đo size ngang không? Nó không có độ nè, đo size ngang không? Quần này nhiêu? Quần này bự chà bá lửa, đo size ngang không? Mới có 102 à. Mà chẳng lẽ mấy chị mặc cái quần 102 giày, khi mấy chị mặc vô nó phải căng giày chứ. Chứ ai đi mặc kiểu kia rồi nguyên ngày mấy chị vừa bưng tô cơm, mấy chị vừa cầm cái quần nè. Nào được? Không có được nha. Rồi quần này eo nhiêu? Quần này eo 101 nè. Quần này đo ngang là 101 mà đo mặc vô form vừa ôm là quần eo 101 nè. Eo 101 quần này. Đó. Ha, quần này xem một tối nay 150 thôi nha. Chứ ngày mai ngày mốt ghé mà kêu tính 150 là không có cái chuyện ở đâu em nói thiệt. Không có giỡn đâu. Tính em phát một à. À. Tính phát một mà chừng nào đó. Em nói thiệt nha, chị Tú Linh hôm nay chốt hai con quần đó. Kiếm đâu ra hai con quần 150.000 chị Tú Linh? Em nói thiệt, phải co giãn mà form rất là đẹp luôn. Kiếm đâu ra chị? Không hề có. Nói cho chị biết vậy đó ha. Quần này eo em 100 nè. Có 72 kg, hôm qua soạn cho má kia 4 con quần, 5 con quần, cuối cùng má chặn nít rồi. Cái má gì mà chị tin tưởng em lựa chị mấy con quần 65 kg. Chi tiền gì đó, chặn nít. Nè, 60-65 kg nè. 208. Chốt giùm em quần gài nút. Eo đó là eo từ 85 đến 92. Nè, quần beo là để dành cho mẻ nè, thấy không? Quần bà beo rồi. Đó, eo 85 đến 92 quần bà beo. Mấy quần đó là 208 nha. 150.000. Cái quần riêng trước cũng 150.000, quần riêng sau cũng 150.000. Qua cái quần đó kêu 150.000 mà nói gì vậy bay? Chị muốn xả cái nào chị xả đi nha, chứ hàng sale là em không có cho đổi trả đâu á, tùy chị á. Eo 101 thì nó cũng như đó, mà eo 112 nó cũng như đó. Còn chị muốn xả cái nào thì chị báo, chứ hàng sale này là không cho đổi trả nha. Nói cho biết đó, chứ quần sale mà bạn bán lỗ mấy chục ngàn cái rồi mà đổi trả nữa thì nó không có ok đâu nha. No no, dít dít, no no nha. Rồi quần này nè. Quần này eo 100 nè. Đó. Quần này eo 100 chị gì kia lấy được nè. Chị gì 80 kg lấy được nè, chị Thúy Nguyễn nè. Ok không chị Thúy Nguyễn? Nè, 150 của chị Thúy Nguyễn nè. 150 của chị Thúy Nguyễn. 120 thì nó cũng y chang vậy, nó chỉ có rách hai đường ngay gối thôi. Hai đường vậy, y chang vậy luôn. Y chang, rách hai đường ngay gối. No no, yes yes no no. No no, cắn nó, quần này là quần sơn. Mấy quần này là 208 hết đó quý vị. Quần này quần sơn. Quần này eo này chắc chị gì đó 7 mấy ký được nè. Rách. Rách nha.
gu của tôi, gu trẻ trấu của tôi. Con này eo cũng 88 đến 92 đó, lựa cho bả mấy cái quần mà cuối cùng nè. Anh Tơ lấy mấy cái đồ kẹp kẹp bên em em. Kẹp bên này, mấy cái kẹp gỗ á. À, eo nhiêu qua này? Eo 85 đến 92. Ha. Trời ơi, vớt được hai con quần quá phê luôn mấy chị. Em nói thiệt mà, vớt hai con quần đó hơi bị phê luôn nha. Chứ không dễ gì đâu. Này cũng vậy. Nè, lên cho mấy chị một cái con nè. Rinh rất đẹp mà lai lập nè. Con này eo 95. Ồ, chị nào mà còn cỡ 70 tới 75 kg hút con này là trúng mánh khẩm luôn á. Chốt giùm em quần lai lập eo 95. Quần 80 kg có cái nào ít rách 150 đi em. Để coi thử nha chị, chứ con nào mà size nhỏ đó là hiếm lắm. Hiếm dữ dằn lắm chị. Hiếm lắm. Hiếm ơi là hiếm. Hiếm quá à, trời hiếm. Con này eo 114 nè. Con này eo 115. Con này eo 115 nè. Eo 95 của chị Lê Nhật Lệ, con này 208 nha chị. Chị Lê Nhật Lệ ơi, con này 208 chị có ok không thì báo em nha. Cầm mấy con 208 lên đi rồi xỉu. 208 của chị Lê Nhật Lệ nè, eo 95. Con nó 208. Eo 115. Bé lùng ở 114 nè, eo 114 nè. Eo 114 ghi rồi. Ngày xưa anh bán sữa đằng này. Xe cho một con eo 95 nè. Ống suông, xe cho mấy chị một con eo 95. Ống suông coi nè. Một bên rách, một đường ngay gối, một bên không. Rồi chốt giùm em xanh bạc eo 95, xe 150. Quần này là quần 208 nè. Xe 150 nha, quần này quần 208 nè. Chốt giùm em quần ống suông xanh bạc eo 95, xe 150 nha. Xe 150 ngàn nha mấy chị nha. Tiếp tục quần mấy chị thích rách hơn thì có rách hơn. Eo 95 rất nhiều. Eo 95 rất nhiều. Nhiều hơn. Xe 150 hai con quần này luôn ha, tranh thủ chốt. Ngày xưa Helen Thảo nè. Helen Thảo 150 ngàn của Helen Thảo. Rồi 150 ngàn mã rất nhiều đi. 150. Mấy con này mặc dễ thương lắm nha. Mặc cái form ống nó suông suông rất là hay ha. Chị nào chốt mã này thì chốt lên giúp giùm em nè. Ngày xưa em mặc chiếc xe màu xanh. Ủa em đẹp chiếc xe màu xanh. Bi ơi đầm xanh lon Bi. Đầm xanh lon trên cầu thang á. L. Anh ghi giùm em Thúy Cao Cao Hồ Chí Minh 775. Thúy Cao Cao là Thúy không có lùn á. Không có dấu. Chữ Cao không có dấu nha. Thúy Cao Cao là Thúy không lùn Hồ Chí Minh 208. Eo 95 150 quần thứ hai của chị Biên Thùy nè. Biên Thùy 150 để em kiếm cái thử còn con nào đó. Biên Thùy 150. Nè Thúy Cao Cao là 208 nè. Thúy Cao Cao là Thúy không lùng. Thúy không lùng là Thúy Cao Cao. Em là em Cao Cao. Cao. Trên nóc nhà là bắt con gà. Mày thấy tao cao không? Ê quần này giống quần chính tóc vậy. Nhưng mà con này size nhỏ lắm nha. Con này size khoảng cỡ 105 kg nè. Này size nhỏ. Oshiyama Obalak. Con này eo 120. Size nhỏ mà. Nè ghi giùm đây nè bé lùng. Ghi vô eo 120 cho gì cho nè. Cho ghi bút lông trên cây tắm chặt với xích đó. 120. Hồi nãy có cái bà la xương xương đâu vậy? La là la thẳng mẹ. Bà la vô nè. Nói gì? Vừa coi nha. Thôi để tôi chút vô coi. Giờ mà còn la xương xương la là la thẳng mẹ đi. Còn la xương xương nữa. Bà để vô trong này là xương xương la. Nè. Ở gì quên rồi. Ở gì gì quên mất mẹ. Nói gì quên rồi. Nói gì quên thôi khỏi nói nha. Con nó yêu 88 rồi nha. Nhưng mà nó không coi giảm nhiều vậy nên để em trả. Giờ còn la xương xương 220 nè. 220 eo 100 nè. Eo 95 tới 100 ha. Chị hôm nay có bộ phận nhà chưa? Chị nghe nó nói cái gì vậy trời. Cái bộ phận nhà. Cái bộ phận nhà. Là cái toilet hay là cái chuồng heo? Quần eo 95 nè. Quần chốt giùm em sọt. Sọt này 220 ha. Sọt eo 95. Kéo sau lưng ơi. Sọt eo 95 kẹp lấy cái đồ kẹp lên.
sọt eo 95 tới 100, sọt đắp bạ ha. Để em chụp lại chị Liên, thì Trần tí xíu qua em cho em chọn chị hai con. Thúy cao cao là Thúy không lùng lấy rồi phải không? Quần chị Liên chị Biên Thùy nãy có lấy quần chưa vậy? Rồi. Chị Biên Thùy mới lấy quần rồi con. Rồi áo 100 ngàn nè. Ê, cho áo 120 ngàn nè mấy chị, vải đẹp lắm nha. Áo lông chuột. Size này từ 65kg đến 85kg vừa nè. Áo lông chuột có khoen nè. Vải nè mấy chị, vải đã lắm. Áo lông chuột 120, áo hồng ruốc 120. Chị nào chốt áo 120, chốt giùm em áo 120 nha. Nè phụ treo đầm lên tới dưới bắp tư đi Bi ơi. Nhớ không tới cái áo lắm, em tư nhiều đi. Ê đù, đây, chị nào 85-90kg hốt cái con áo đen nè, áo đen nhíu bên đẹp không? 100 ngàn, chốt giùm em đen nhíu đít. Chốt giùm em 100 ngàn, đen nhíu đít. Áo 120 màu gì á Quỳnh Như ơi? Lông chuột của Quỳnh Như 120 nè. Áo chị đỏ, áo chị bị ôm nha chị Tú Linh. Áo đó chị sẽ bị ôm, vừa mà ôm. Đó, mặc được thì lấy ha. Vừa nhưng mà nó là form ôm. À, chị áo đen của Tú Linh, áo đen 100 ngàn phải không? Áo đen 100 ngàn của Tú Linh nè. Để em treo cho đi. Bình Như quận 10 á. Áo đen 100 ngàn của Tú Linh, lùng mát nhơn ghê. Áo đen 100 ngàn của Tú Linh. Lông chuột. Lấy rồi, Tú Linh 100 ngàn. Lông chuột có rồi chị. Mấy con này là zoom nha. Tất cả những con này đều là zoom hết ha. Đều là zoom hết. Nhưng mà size này zoom còn được một con, còn được hai con, còn được ba, còn được hai con dâm mấy chị, và hai con dâm này xem mấy chị 100 ngàn luôn ha. Đây còn hai con dâm, đúng hai con dâm dài vải nè. Size này là size 75-78kg đến 95-93-94-95kg vừa. Ai chị nào chốt dâm đỏ chốt giùm em dâm đỏ, chị nào chốt dâm xanh chốt giùm em dâm xanh. Hàng Việt Nam xuất khẩu nha ha, từ 70kg là đã vừa rồi ha. Từ 70kg là đã vừa rồi, cho chị xem đầm tím khi nãy treo lên em. Thế thì Mai đầm tím nè, chị đầm tím hàng Việt Nam xuất khẩu size chị Mai luôn, size 16. Em có size 14 và size 16 nha chị. Vải co giãn đầm cổ vét nè. Em nói chị con phơm vải này hơi bị đỉnh luôn nha. Con phơm vải này nè, vải rất là đã nha. Vải êm cực kỳ và đã cực kỳ nha mấy chị nha. 300 ngàn đầm tím, chị nào chốt đầm tím chốt giùm em đầm tím liệm chiều sim. Hai con dâm phá cái móc sắt á, móc ngang lên đưa cho bác Tư cầm luôn. Cái móc sắt á, móc sắt mà cứng ngắt ngàn ngang á, cứng ơi là cứng á, em cứng quá chị cứng luôn. Treo lên là lùng. Cái sọt áo bên này là con treo dừa nè, treo đi, chỗ nào lùng gì cho con treo, chị sẽ thiết kế cho con. Ai làm gì này mỏi nách nè, áo nữa nè. Trời ơi, bóp dây heo cho anh hai có chút xíu, hoặc có bốn lỗ tay heo bóp mỗi nách kêu chó mất xe giùm. Đầm cổ vết eo 82 vừa không, eo 82 hơi rộng chị, eo la bùi rộng nha. Nè quần này eo 116 nè. Ừ xả đúng một tối hôm nay thôi chứ ngày mai không có xả đâu nha. Đầm đầm hàng Việt Nam xuất khẩu, đầm maxi xếp ông nhắn tin nha một tí đi nha bảy, nói lần sau đừng có gọi cho kêu làm đồ ăn nữa, lùng mỏi nách rồi. Tôi nói rồi á nè mấy chị, vậy mai mình ăn cái gì không, cái chảo mực kho đi, rồi để cái cá cơm lại trong tủ lạnh, nó đâu có hư đâu. Rồi chừng nào lành trước khi đi ngày thì báo em kho cho hai chảo mực nè. Đầm xếp ly maxi nè, đẹp không Như ơi? Như ơi đẹp lắm nha Như ơi. Như ơi, Như ơi, Như đâu rồi? Đẹp lắm, đẹp lắm nè Như ơi. Treo ngang luôn vậy á, ừ treo giống như bác Tư cũng được rồi, bác Tư thông minh quá. Maxi hay Linh Thảo vừa nha em, cái này thôi Linh Thảo vừa nè. Hai em được tính thì 220 đi, còn có một con à, 220 ha, vừa. Quần jean tiếp tục, size nhiêu? Eo nè, eo 9800 là chế nè, 280 có muốn lấy thêm không? Con này không giãn, con này không rách nè. Hồi bữa ai dặn con này, biết sao hàng Việt Nam xuất khẩu mà con này
khó lắm, khó, nhưng có những cái không rách lắm. IELTS 97, 98 tới 100, hốt con này 280. Hốt giúp đi mấy chị, hốt giúp giùm em đi nha, chớ kẻo lỡ ha, kẻo lỡ nha quý vị. Từ từ em chốt cái lô đầm này cả. Quần jean, áo jean, áo khoác jean. Khoác jean 25 cái. Ồ đẹp nha mấy chị nha. Khoác jean hơi bị đẹp nha. Khoác jean hơi bị đẹp nha. Thông báo cho mấy chị biết nha. Tầm cũng đẹp nè. Tầm được 27 cái. Chốt đồ đó cho có đồng, có đồ bán không mấy chị. Em lấy maxi 220 nè. Có chín tóc chưa có, eo hoa hồng trắng nè, bữa giờ mới gặp chị hoa hồng trắng của Helen Thảo 220, hoa hồng trắng 208 nè, Helen Thảo 220 nha. Bây giờ cái đầu tụi bay nó bị dính sạn hết rồi thiệt hết chứ, nó bị dính sạn rồi. À rồi, bill nào mà bữa nay mấy chị chốt ít quá thì nhớ nhắn tin vô tin bay nha. Nhớ nhắn tin trong tin nhắn là nó anh Phước để bill lại. Ví dụ bữa nay thứ hai mấy chị được dùng bill 1 tới 2 ngày, ví dụ tới mấy chị muốn dùng bill tới thứ tư thì báo trong tin nhắn cho anh Phước nghe, cho ông biết anh Phước bé Lùng với bé Bi làm bill mấy chị hết đó ha. Rồi chào mấy chị, chúc mấy chị ngủ ngon nè. Rồi giờ lên bộ tím cho anh Quỳnh Như, nó có chốt rồi, nó chốt này rồi nghỉ nè. Bộ tím hôm nay em về màu tím này nha, hôm nay về màu tím tay cánh tiên. Nói chung là bộ này form đẹp lắm nha. Rồi XL ai có file từ 60 đến 100 ký. Hôm nay bill nào nhiều thì làm, bill nào ít quá thì để lại nha anh. Làm ít ít thôi, em đi về. Rồi chào mấy chị nha. Tạm biệt.